Tu chân tứ vạn niên chương 322, đại pháo cự hạm, tinh không vô địch. Ngoài ra, tinh thạch chiến hạm hỏa thiêu vân cấp lại trang bị thêm 100 cái toản tâm chấn địa lôi. Đây là một loại pháp bảo nổ tung phi thường đặc thù, phía trước có mũi khoan lớn, có thể xuyên xuống lòng đất mấy chục mét rồi mới nổ tung, chuyên môn dùng để đối phó với yêu tộc am hiểu động thổ. Những thứ này mới chỉ là pháp bảo mà chiến hạm mang theo. Chỗ đáng sợ nhất của tinh thạch chiến hạm hỏa thiêu vân cấp chính là thân chiến hạm khổng lồ của nó có thể chở theo 10 tiểu đội, tổng cộng 80 kiện chiến toa quân dụng. Căn cứ theo tư liệu, chiến toa quân dụng mà tinh thạch chiến hạm hỏa thiêu vân cấp chở theo đều là độc phong chiến toa. So với xích diễm chiến toa, huyền điểu chiến toa thì tốc độ cùng hỏa lực của độc phong chiến toa không tính là mạnh mẽ. Nhưng ở dưới bụng của loại chiến toa này có một khoang rộng, bên trong có thể mang theo năm con khôi lỗi chiến thú loại nhỏ, một khi thả ra ngoài, lập tức có thể tạo thành một tiểu đội săn giết yêu thú trên trời dưới đất. Một chiếc tinh thạch chiến hạm hỏa thiêu vân cấp đại diện cho một khẩu cự pháo, liệt thiên chù y, 10 khẩu thái ớt lôi từ pháo, 100 viên toản tâm địa chấn lôi, 80 kiện độc phong chiến toa, 400 con khôi lỗi chiến thú. Đây chính là thứ mà Lý Diệu sắp phải đối mặt. Cái gọi là chung cực kiểm tra sẽ là một hồi diễn tập thực chiến địa điểm diễn tập được bố trí ở sân mạch phụ cận trụ sở của hạm đội thứ năm bốn kiện tinh khải huyền cốt hổ vương vạn kiếm cùng vân vụ sẽ xuất phát vào 12 giờ khuya lẻn vào sâu trong sơn mạch một giờ sau một chiếc tinh thạch chiến hạm hỏa thiêu vân cấp võ trang đầy đủ sẽ xuất phát tìm tòi và bắt lấy bọn họ dĩ nhiên tinh khải rất có thể sẽ bị triệt để hủy diệt quân đội muốn triển khai đuổi giết nhằm kích thích ra cực hạn của tinh khải mạng do trời định Bốn kiện tinh khải vô định hình này vốn không phải đối thủ của một chiếc tinh thạch chiến hạm Hỏa Thiêu Vân cấp. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là chạy chối chết mà thôi. Kiện tinh khải nào có thể kiên trì đến cuối cùng thì sẽ có hy vọng nhất trở thành tinh khải cung cấp cho quân đội. Còn biểu hiện ở trong diễn tập thực chiến sẽ quyết định mức độ mở rộng chế tạo tinh khải. Nếu như thể hiện xuất sắc, có một kiện tinh khải có thể sống sót qua 24 giờ. Không bị tinh thạch chiến hạm bắt được hoặc là đánh giết thì thái độ của quân đội tự nhiên sẽ hoàn toàn nghiêng về tinh khải đó, nói không chừng sẽ thật sự thành lập mười mấy tinh khải sư đoàn. Để mỗi một người tu chân trong quân đều được trang bị một kiện tinh khải. Nếu như biểu hiện của bọn họ không tốt, chỉ trong vài giờ đã bị bắt giữ toàn bộ thì quân đội đương nhiên sẽ không mang toàn bộ trứng gà đều đặt ở trong rổ của tinh khải phái, nhiều nhất chỉ là chọn mua mấy trăm kiện tinh khải mà thôi còn phần lớn tài nguyên sẽ được tập trung việc luyện chế tinh thạch chiến hạm. Tinh thạch chiến hạm hỏa thiêu vân cấp vốn luyện chế vì công kích mục tiêu dưới đất, ý tưởng thiết kế nhằm vào việc áp chế yêu thú mạnh mẽ trên mặt đất và dưới nền đất. Thái ớt lôi từ pháo, toản tâm địa chấn lôi, độc phong chiến toa cùng khôi lỗi chiến thú, tất cả đều có được thần thông công kích vô cùng mạnh mẽ. Càng không cần phải nói, mỗi nửa giờ, liệt thiên chù y cự pháo còn có thể đánh ra một đòn công kích có thể so với một đòn toàn lực của nguyên anh lão quái. Coi như là có núi non trùng điệp yểm hộ nhưng muốn kiên trì 24 giờ trở lên dưới sự săn giết của tinh thạch chiến hạm hỏa thiêu vân cấp thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Huyền quốc chiến khải vốn không phải một kiện tinh khải am hiểu tàn hình biệt tích, đối mặt với khiêu chiến như vậy, bất luận hổ vương hay vân vụ đều có ưu thế hơn so với chúng ta. Làm sao bây giờ? Lý Diệu hít sâu một hơi, trầm tư suy nghĩ. Áp lực vô hình như lan tràn ra, còn hơn 10 lần so với nước biển trong hải vực bình thường, ép tới hắn không thở nổi. Có điều, hắn lại yêu thích cái cảm giác này. Loại cảm giác này có thể nghiền ép ra tiềm lực trong mỗi một tế bào của hắn, khiến cho tính mạng cùng thần hồn của hắn hoàn toàn mở ra, có cảm giác thiêu đốt thỏa thích. Chà sát hai tay, Lý Diệu lấy ra toàn bộ tư liệu về khu vực diễn tập, thông tin về tinh thạch chiến hạm hỏa thiêu vân cấp từ trong ngọc giảng còn lại mấy giờ, hắn muốn nắm rõ tất cả mọi thứ trong khu vực diễn tập từ hướng đi của từng dòng suối, cho đến công năng cùng vị trí của mỗi một khoang trên tinh thạch chiến hạm hỏa thiêu vân cấp, toàn bộ đều được hắn nhớ rõ ràng. 8 giờ tối, lúc này nhâm tinh bắc đang đứng ở chỗ cao nhất của đài chỉ huy, dõi mắt nhìn ra xa. Dưới màn đêm, tinh thạch chiến hạm kéo ra vĩ diễm, PS đuôi lửa, biến ảo thành thất sắc huyền quang, giống như vô số chui phi kiếm to lớn xé nát màn trời. Mỗi buổi tối, nhâm tinh bắt đều đứng ở chỗ này lẳng lặng thưởng thức một màn ầm ầm sóng dậy này nghỉ ngơi đồng thời cũng là hưởng thụ nhân loại nhỏ bé lại có thể luyện chế ra tinh thạch chiến hạm khổng lồ như thế điều khiển nó xưng hùng tại tinh thần đại hải chinh phục toàn bộ vũ trụ đây là kỳ tích một trăm phần trăm thân là đệ ngũ tư lệnh của quân đội liên bang trung tướng nhâm tinh bắc chính là người ngoan cố nhất của chiến hạm phái hắn vô cùng tự tin đối với con đường đại pháo cự hạm này Hắn luôn kiên trì cho rằng tinh thạch chiến hạm là pháp bảo mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Cự thú sắt thép này chậm rãi phi hành phát tiến độ vang kinh thiên động địa, chấn động đến nỗi khiến cho khu thủy tinh công nghiệp đều vang vọng. Mặc dù cách 3 tầng Pha Lê, xa mấy ngàn mét nhưng Nhâm Tinh Bắc vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được động lực phù trận của tinh thạch chiến hạm đang điên cuồng gầm thét, giống như là từng nhịp tim mạnh mẽ của người khổng lồ. Lúc này nhịp tim đập của Nhâm Tinh Bắc vẫn giống như mấy chục năm trước, khi lần thứ nhất hắn nhìn thấy tinh thạch chiến hạm toàn lực khai hỏa khiến nhịp tim hắn đột nhiên gia tốc, nhiệt huyết sôi trào. Dòng lũ bằng sắt thép Đây mới thực sự là dòng lũ bằng sắt thép. Đêm nay là lần thứ hai hắn gặp lại minh chứng này. Đúng lúc này, thượng quan sách chậm rãi đi vào đài chỉ huy. Đài chỉ huy của hạm đội thứ năm đã sớm được cải tạo qua, nơi đây sẽ trở thành trung tâm chỉ huy của cuộc diễn tập thực chiến lần này. Nhâm tinh bắt nheo mắt lại, tiến lên ngân tiếp. Hai lão tướng tóc hoa râm, thân kinh bách chiến, chiến công rực rỡ, cả hai đều là người vô cùng cuột cường, vừa thối vừa cứng, vừa thấy mặt đã bắn ra đốn lửa, bốn ánh mắt cực kỳ ác liệt mạnh mẽ đụng vào nhau, tạo ra sóng trùng kích, như khiến cho cả tòa đài chỉ huy đều phải nổ tung. Ca! Ca! Hai người không nói một lời, chỉ ôm chặt nhau. Nghiến răng nghiến lợi, viền mắt như muốn nổ tung, khiến cho người khác không hiểu rõ bọn họ thật ra đang ôm ấp hay đang cố bẻ xương nhau. Xương cốt phát sinh tiếng đổ vang, làm cho người ta sản sinh ra cảm giác dường như hai người bọn họ có thù không đội trời chung. Mười giây đồng hồ sau, hai người đồng thời buông tay, mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi đầm đìa, đồng thời cười lớn. Thượng quan Lão Bắc Hai người lại một lần nữa ôm nhau. Lần này là một cái ôm chân tâm thực lòng của huynh đệ. Thượng quan sách và nhâm tinh bắc Hai vị đại lão của quân đội Tuy rằng ở trên lý niệm chiến lược của bọn họ là trống đánh xuôi Kèn thổi ngược Một bên kiên quyết không rời tinh khải phái Bên còn lại dù chết cũng không buông chiến hạm phái Nhưng xuất thân của hai người cùng những sự việc Mà trong quá trình trưởng thành bọn họ đã trải qua lại vô cùng giống nhau Cả hai đều xuất thân từ tiểu binh tuyến đầu Ở từng cuộc chém giết đẫm máu Dùng một đao một thương đánh ra chiến công và địa vị Khi còn trẻ Hai người từng nhiều lần liên thủ, cũng từng vô số lần cứu mạng lẫn nhau ở trong hoàn cảnh thập tử vô sinh, hai người là đồng đội thiết huyết, sinh tử chi giao chân chính. Mặc dù bọn họ không ủng hộ tư tưởng chiến lược của nhau, nhưng việc này lại chẳng hề chút ảnh hưởng nào với cảm tình thâm hậu. Thượng quan ngươi thật là to gan lớn mật, dĩ nhiên lại tiến hành chuyện gọi thầu ở trên đại bàn của hạm đội thứ năm chúng ta, hơn nữa lại đưa ra phương án diễn tập buồn cười như thế. Để một chiếc tinh thạch chiến hạm hỏa thiêu vân cấp đuổi giết bốn kiện tinh khải vô định hình ngươi có biết hay không sau khi toàn thể quan binh của hạm đội thứ năm chúng ta nghe được cái phương án diễn tập này thì tất cả đều nổi trận lôi đình tức giận đến gào thét lên bọn họ đều cho là tinh khải phái các ngươi thực sự quá sĩ nhục người khác nhâm tinh bắt trợn mắt vì lẽ đó đừng tưởng rằng bằng vào mấy chục năm giao tình mà ta sẽ nhường đêm nay chúng ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình tuyệt đối sẽ không để bốn kiện tinh khải vô định hình kia nhìn thấy ánh mặt trời sáng sớm ngày mai Thượng quan sát nở nụ cười. Lão Bắc, ngươi cũng đúng là cục đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng, dám không để tinh khải lọt vào mắt như thế. Nếu như Cường Giả Kim Đan hoặc Nguyên Anh Lão Quái điều khiển siêu cấp tinh khải có giá trị vài tỷ, hơn trăm ức thì tất nhiên có thể phát huy ra sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, có thể so với tinh thạch chiến hạm. Nhâm tinh Bắc hừ lạnh. Có điều, Cường Giả hay siêu cấp tinh khải thì toàn bộ liên bang có thể luyện chế ra bao nhiêu chứ? còn bốn kiện tinh khải vô định hình hôm nay các ngươi hôm nay lấy ra thử nghiệm có tổng giá trị còn chưa tới một tỷ lại là do bốn người tu chân luyện khí kỳ đến điều khiển muốn chạy trốn khỏi sự săn vết của tinh thạch chiến hạm tất nhiên là ta sẽ không tin chỉ cần 10 giờ đồng hồ ta nhất định sẽ bắt được tất cả bọn họ đây chính nguyên nhân mà chúng ta triển khai diễn tập thực chiến để tuyển chọn tinh khải cho hạm đội thứ năm thượng quan sách lặng lẽ đáp ta biết tuy rằng hiện tại định ra hướng phát triển lấy tinh khải làm chủ tinh thạch chiến hạm làm nhạc dạo thế nhưng trong quân có không ít người của chiến hạm phái ý kiến nhâm tinh bắc liền đáp lại không phải có ý kiến mà là giận tím mặt chửi ầm lên nổi trận lôi đình nhưng quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mạnh mẽ đè xuống đầy bụng nổ khí thượng quan sách vỗ vỗ bả vai của lão huynh đệ nói vì lẽ đó mới có lần gọi thầu đặc thù này nếu như cường giả kim đang điều khiển siêu cấp tinh khải, phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ thì sẽ không có sức thuyết phục quá lớn. Đã thế, một người tu chân phổ thông có tu vi luyện khí kỳ đỉnh cao điều khiển một kiện tinh khải vô định hình với giá trị nhiều nhất là 300 triệu, có thể sống sót hơn 24 tiếng dưới hỏa lực của một chiếc tinh thạch chiến hạm, thậm chí thời gian dài hơn. Vậy chắc hẳn những người của chiến hạm phái vừa thối vừa cứng giống như ngươi đều sẽ tâm phục khẩu phục. 24 giờ Nhâm Tinh bắt nhếch miệng, gian rộng ra mười ngón tay nói: Mười giờ. Chỉ cần bất luận một người nào trong bốn người bọn họ có thể kéo dài đến mười giờ, cái miệng này của lão tử sẽ không tiếp tục thả ra nữa cái rắm. Có điều, nếu bọn họ ở trong mười giờ bị bắt hết thì ngươi đừng trách ta cầm kết quả diễn tập ra chút giận. Ta còn muốn lấy vài tinh khải sư từ trong tay ngươi tới luyện chế thêm mấy chiếc chiến hạm chủ lực cho hạm đội thứ năm đấy. Thượng quan sách khẽ mỉm cười một lời đã định, lão bắc lần diễn tập thực chiến này, ngươi phái cái nào lên sân khấu? nhâm tinh bắc cười hì hì, phái ninh phong bắt lãng hào đi. trước đó vài ngày, trong khi đang thi hành nhiệm vụ, chiếc chiến hạm này đã bị trọng thương. trải qua hai tháng duy tu, vừa mới vừa ra khỏi xưởng tàu, để bắt lãng hào tiến hành thực chiến là không thành vấn đề. con ngươi thượng quan sách chợt co rút lại, nụ cười trở nên cực kỳ thâm trầm. lão huynh đệ. Xem ra ngươi không giống như lời nói ngoài miệng, không phải ngươi vẫn luôn xem thường tinh khải sao, vì sao chỉ đối kháng với bốn kiện tinh khải vô định hình mà ngay cả bác lãng hào, đệ nhất chiến hào cũng phái ra vậy. Người khác có thể không biết nhưng thượng quan sát lại vô cùng rõ ràng đối với lão huynh đệ nhâm tinh bắc. Hạm trưởng Ninh Phong của Bắc lãng hào là một trong những hạm trưởng trẻ tuổi nhất trong quân đội liên bang, năm nay chỉ mới 37 tuổi mà đã có tu vi trúc cơ kỳ, đồng thời còn là một tên, ngự hạm sư, vô cùng mạnh mẽ thực lực không thể kinh thường. Ngự hạm sư là một loại nghề nghiệp vô cùng đặc thù, bọn họ có được thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, cùng với năng lực tính toán, phân tích siêu cao và khả năng phối hợp mạnh mẽ. Bọn họ tiến vào buồn chỉ huy của tinh thạch chiến hạm, thần niệm tràn vào trong tinh não chủ khống, mượn sự tăng cường của tinh não chủ không để ý chí của mình khuếch tán đến từng góc của chiến hạm, khiến cho chiến hạm mấy trăm mét, mấy ngàn mét thậm chí hơn vạn thước, đều có thể dễ điều khiển, vận chuyển như thường một chiếc tinh thạch chiến hạm có ngự hạm sư điều khiển hay không sẽ tạo ra sức chiến đấu một trời một vực. Thậm chí một tên ngự hạm sư mạnh mẽ có thể cùng lúc thao túng mấy trăm cự pháp và một nghìn tòa động lực phù trận trên tinh thạch chiến hạm, đồng công kích và chuyển động cực kỳ hoa mỹ, dường như chiến hạm biến thành một phần thân thể của bọn họ, động tác phức tạp nhất cũng trở nên vô cùng đơn giản. Ở thời đại tinh hải đế quốc cuộc khởi, xuất hiện vô số ngự hạm sư mạnh mẽ. Trong truyền thuyết nếu như tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, thậm chí ngự hạm sư mạnh mẽ nhất có thể lấy sức một người, điều khiển một tòa vệ tinh so với tinh thần chiến bảo, khiến cho mấy vạn khẩu cự pháo đồng thời gào thét, chống lại với vạn yêu vương. Tất nhiên là ngự hạm sư của tinh diệu liên bang không cách nào so sánh với những cường giả trong truyền thuyết, có điều trải qua 500 năm huyết chiến, bọn họ vẫn là chủ lực bảo vệ nền văn minh của nhân loại. Giống như Ninh Phong, tuy rằng hắn chỉ là người tu chân trúc cơ kỳ, nhưng nếu tiến vào bác lãng hào hợp làm một với chiến hạm thì thậm chí có thể phát huy ra sức chiến đấu so sánh với cường giả kim đan ba tháng trước hạm đội thứ năm đã tao ngộ thú triều do hai tên yêu vương thống lĩnh ở sâu trong đại hoang ninh phong bác lãng hào phóng ngựa tiến lên xung phong giết địch tuy rằng bọn họ bị thương nặng nhưng thú triều cũng bị xé thành hai nữa sáng tạo ra thời cơ chiến đấu có lợi cho quân đội phía sau tiêu diệt đàn yêu thú trong trận chiến này ninh phong nghe theo tv audio cv đã dùng chủ pháo liệt thiên chù y trực tiếp đánh giết một tên yêu vương từ đó hắn liền trở thành nhân vật nổi tiếng trong quân phái một tên vương bài hạm trưởng tới đối phó bốn kiện tinh khải vô định xem ra nhâm tinh bắt muốn khiến cho một hồi diễn tập thực chiến này biến thành trận đối kháng siêu cấp giữa chiến hạm phái và tinh khải phái trong mắt thượng quan sát liên tiếp lóe lên quan mang sắc bén lần này bọn họ sử dụng hình thức diễn tập thực chiến để công khai gọi thầu là muốn cho chiến hạm phái nhìn thấy sức mạnh của tinh khải nếu đối thủ quá yếu người của chiến hạm phái tuy không nói ra ngoài miệng nhưng khẳng định trong lòng sẽ không phục tiếp tục muốn phân tranh còn bây giờ do vương bài hạm trưởng ninh phong đến kiểm nghiệm phẩm chất của tinh khải vô định hình vậy cam đoan chẳng ai có ý kiến ý cò gì nữa chỉ là không biết bốn kiện tinh khải vô định hình này rốt cuộc có thể đi tới bước nào đột nhiên trong đầu thượng quan sách hiện lên bộ mặt nguy hiểm ẩn sau nụ cười của Lý Diệu. Chiến thuật và cực hạn của ba kiện tinh khải kia ta đều có thể phỏng đoán đến một, hai. Thế nhưng, cực hạn huyền cốt chiến khải và kền kền Lý Diệu ở mức nào thì khó có thể nắm rõ. 9 giờ 5 phút tối. Đại học Thâm Hải, Đại học Tinh Vân, Đại Hoang Chiến Viện, Thương Lãng, Lưu Vân, vô số người tu chân của Tam Đại Kiếm Tông chậm rãi đi vào trung tâm chỉ huy sau khi nhận được thông tin diễn tập thực chiến lần này đặc biệt sau khi bọn họ biết hạm trưởng tham gia diễn tập tinh thạch chiến hạm là ninh phong tỏa trấn bác lãng hào thì sắc mặt tất cả các người tu chân đều trở nên đặc biệt khó coi mặc dù bọn họ là đối thủ cạnh tranh nhưng vào lúc này lại sinh ra cảm giác vi diệu cùng chung mối thù nếu như bốn kiện tinh khải này chỉ vượt qua được ngắn ngủi vài giờ đã bị tinh thạch chiến hạm bắt lại toàn bộ vậy cho dù làm người cuối cùng bị bắt lại cũng không có ý nghĩa gì quân đội không nói ra cụ thể là muốn chọn mua bao nhiêu kiện tinh khải nếu biểu hiện quá mức kém cỏi quân đội chỉ chọn mua mấy trăm kiện tinh khải thì không phải là thắng lợi thật sự ngược lại nếu có một kiện tinh khải biểu hiện đặc biệt thần dũng có thể đọ sức mười mấy giờ với tinh thạch chiến hạm thậm chí là trải qua hẳn một ngày một đêm vậy sẽ chứng minh được sức chiến đấu của tinh khải chắc chắn có thể nhất lên gợn sóng trong quân vô cùng có lợi đối với sự mở rộng của những loại tinh khải vô định hình khác đặc biệt là hai loại tinh khải vạn kiếm, vân vụ, từ ý tưởng luyện chế cho tới công dụng đều có khác biệt vi diệu với hổ vương và huyền cốt, giống như là sự khác biệt giữa súng trường và súng ngắm. Đứng ở khía cạnh khác nhau, song phương cạnh tranh không mấy kịch liệt, biết rõ cơ hội thủ thắng xa vời, nhưng bọn họ vẫn sẽ dốc toàn lực ứng phó, chỉ cần phát huy khả năng của bản thân đến cực hạn ở trong diễn tập, thể hiện ra đặc điểm của mình một cách vô cùng nhường nhuyễn, lưu lại ấn tượng sâu sắc cho giới lãnh đạo quân đội vậy là đủ rồi chỉ có siêu tân tinh giang thánh và nguyên mạng thu vẫn luôn đối chọi gay gắt tuy nhiên khi nhâm tinh bắc xuất hiện ở trước mặt bọn họ thì toàn bộ hỏa diễm trong mắt hai người đều lập tức thay đổi phương hướng bắn về phía tư lệnh của đệ ngũ hạm đội lúc này nhiệt độ bên trong trung tâm chỉ huy tăng lên thêm mấy chục độ ngoại trừ những người bên trong trung tâm chỉ huy ra vô số cao tầng quân đội trong mỗi một căn cứ quân sự phân bố ở trời nam biển bắc khắp tinh diệu liên bang cùng với người tu chân cao cấp của các thế lực thâm hải, tinh vân, đại hoang, tam đại kiếm tông đều. Đang chăm chú theo dõi trận tranh tài này, trận quyết đấu đặc thù giữa tinh khải và chiến hạm. Hôm nay nhất định là một đêm không ngủ. 10 giờ 11 phút tối. Bên trong trụ sở của hạm đội thứ 5, tinh thạch chiến hạm bác lãng hào đang tiến hành bước chuẩn bị cuối cùng. Ninh hạm trưởng, ngài hãy cho bọn họ thấy chút màu sắc, bọn nhóc con này thực sự quá bắt nạt người, chỉ bốn kiện tinh khải vô định hình mà đã muốn diễu võ dương oai trên đầu chiến hạm binh chúng ta. Phong ca, chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, nhiều nhất 10 giờ là có thể bắt tất cả bọn họ lại. Lão trữ, ta đánh cược với bọn lão hình, cược ngươi nhất định có thể bắt hết bốn con thỏ này trong 10 giờ, nếu như ngươi không làm tốt thì ta sẽ rất thảm. Hơn trăm tên quan binh của hạm đội thứ năm, vừa có giáo quan quân hàm hạm trưởng, phó hạm trưởng, vừa có thợ duy tu thâm niên, chiến hạm binh, tất cả đều chen chúc ở bên cạnh một tên quan quân mặc quân phục có nhiều nếp nhăn người này có mái tóc giống như là ba tháng không gội rối bời thành một đoàn trâu ria xồm xoàm dáng vẻ buồn ngủ mãi mãi cũng không tỉnh mặc dù đang trong tình cảnh sốt sắng vạn phần nhưng hắn vẫn liên tiếp ngáp dài hắn chính là quan chỉ huy của tinh thạch chiến hạm bắc lãng hào vương bài hạm trưởng của quân đội liên bang ngự hạm sư thượng tá ninh phong đối mặt với đám quan binh vô cùng xúc động của hạm đội thứ năm ninh phong móc móc lỗ tai chẹp miệng một hồi, không nói gì, lười biến đi lên chiến hạm. Khi vào trong chiến hạm, hắn lại như là biến thành người khác, lắc mình một cái liền tỉnh lại. Cặp mắt vừa rồi còn buồn ngủ, giờ khắc này đã lấp lánh có thần, hệt như báo săn giữa đêm khuya. Ở trong quân đội liên bang, Ninh Phong có biệt hiệu là Túy Miêu. Dù cho mạnh như yêu vương, thì ở trước mặt con Túy Miêu này cũng phải chạy trối chết. Trong đài chỉ huy trung ương có một buồn chỉ huy kiểu con nhộng trong suốt, ninh phong nằm vào đó hai mắt hơi nhắm lại chất lỏng màu đỏ đột nhiên tuôn ra từ dưới đáy con nhộng trong suốt nhanh chóng dâng lên trong nháy mắt bao phủ toàn bộ con nhộng trong suốt ninh phong hoàn toàn bị nhấn chìm vào trong đó trong tích tắc ninh phong mở mắt ra trong con người hắn tản ra ánh sáng màu đen hệt như bầu trời đêm huyền ảo thần hồn của hắn thông qua sự tăng cường của tinh não chủ khống kéo dài về mọi ngóc ngách của chiến hạm vô số tin tức số liệu Hình vẽ như thủy triều vọt tới. Mỗi một tòa phù trận, mỗi một khẩu thái ớt lôi từ pháo, mỗi một cổ chiến toa quân dụng, tất cả dường như biến thành tứ chi của hắn, động lực phù trận khởi động, triệt để hòa làm một thể với nhịp tim đập của hắn. Hắn không còn là một nhân loại nhỏ bé, hắn chính là tinh thạch chiến hạm Bắc Lãng Hào, một con cự thú sắt thép dài mấy trăm mét. Ầm. Um, Ầm. Um, Ầm. Um. Ý niệm hắn hơi động, phản trọng lực phù trận bắt đầu vận chuyển tiếng nổ ầm ầm vang lên. Bác lãng hào khẽ rung lên, bay lên trời dưới tiếng hoang hô của vô số quan binh, tỏa ra ánh sáng lung linh, lượn lờ quanh thân chiến hạm, như một con dao long đang dương nanh múa vuốt. 10 giờ Ninh Phong nheo mắt lại, trong lòng hắn cười gằn, tự nhủ. Nhiều nhất là 5 giờ, bốn con thỏ này tuyệt đối trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. 11 giờ 45 phút đêm một chiếc vận chuyển hạm loại nhỏ loạn choạng phi hành ở trong núi non trùng điệp. Giữa bầu trời hiện lên sấm vang chớp giật, mưa to giàn dùa, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên mới có thể soi sáng cùng phong thay nhau nổi lên ở trên đỉnh núi và rừng rậm. Nơi này là khu vực quy mô lớn nhất ở vùng phía Tây Liên bang, vách núi, sông suối, hang động, sông ngầm trải rộng dưới lòng đất, địa hình hết sức phức tạp. Chu vi trăm dặm quanh đây sẽ là khu vực diễn tập thực chiến lần này. Vì bảo đảm tính công bằng của cuộc diễn tập, quân đội đã đặc biệt sắp xếp một hồi mưa gió sấm chớp nhân tạo trên bầu trời của khu vực diễn tập. Sấm, chớp và mưa to đạt trình độ lớn nhất, có thể tạo ra gợn sóng linh năng vặn vẹo, hạn chế năng lực phát huy của tinh thạch chiến hạm, trợ giúp bốn kiện tinh khải chạy trốn. Có điều, mưa xối xả chỉ kéo dài 5 giờ. Trước khi ánh bình minh nổi lên, mưa sẽ hết. Bên trong vận chuyển hạm, bốn người tu chân đã mặc tinh khải, một hai mét vuông phía sau lại trôi nổi từng hòm trang bị. Những hòm trang bị này là pháp bảo vận tải nghiên cứu mới nhất của quân đội, gọi là phù du tiếp tế hòm. Mặt trên điêu khắc phản trọng lực phù trận cùng động lực phù trận, do một tinh não loại nhỏ điều khiển, bình thường sẽ phi hành theo phía sau binh sĩ, gặp phải chém vết sẽ tự động văng ra, bay đến khoảng cách an toàn. Phù du tiếp tế hòm, có thể thay thế được hành quân mang nặng, sẽ không tiêu hao thể lực của binh lính lúc chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến sự linh hoạt của binh sĩ, là pháp bảo mà quân đội sẽ luyện chế với số lượng lớn trong tương lai. Hôm nay trước tiên lấy ra thí nghiệm, cung cấp cho bốn tên người tu chân sử dụng để bọn họ có thể mang theo bất kỳ pháp bảo cùng đồ vật tiếp tế gì. Rầm 11 giờ 59 phút đêm Bình đài phía dưới vận chuyển hạm chậm rãi mở ra, nhất thời cùng phong tàn phá trong cabin, phát ra âm thanh gào khóc thảm thiết. Một phút cuối cùng, chuẩn bị hạ cánh tinh khải của bốn người tu chân đều lóe sáng lên vẽ ra bốn đạo quan tuyến ở trong bóng tối này mọi người đừng đằng đằng sát khí như thế trong cuộc diễn tập thực chiến hôm nay mặc dù chúng ta là người cạnh tranh nhưng theo hình thức khác thì chúng ta là đồng bạn người điều khiển vạn kiếm chiến khải sa ngọc thành cười nói đối phương chỉ có một chiếc tinh thạch chiến hạm bất kể là ai trong chúng ta thể hiện xuất sắc hấp dẫn đến phần lớn hỏa lực thì sẽ có thể để cho người khác tranh thủ thời gian lẫn trốn từ mặt ý nghĩa này mà nói, ta hy vọng mọi người đều có thể phát huy ra cực hạn của từng tinh khải, để những người đi theo chủ nghĩa đại pháo cự hạm biết sự lợi hại của khải sư chúng ta. Không sai. Một câu nói này khiến cho không khí sốt sắng có phần hòa hoãn lại, phong khải, người điều khiển vân vụ chiến khải mở miệng nói. Bạn học lý diệu, nửa tháng trước, ngươi đã làm cho tất cả chúng ta thất kinh, hy vọng hôm nay ngươi có thể mang lại sự chấn động như vậy cho hạm trưởng của chiếc tinh thạch chiến hạm kia. Lý Diệu gật đầu, hít sâu một hơi, hắn đang muốn hướng tới bình đài thì lại bị tả phi kinh vượt lên phía trước. Hôm nay hổ vương chiến khải sử dụng trang phục loan lỗ, hoặc nhìn thì không hề bắt mắt chút nào, toàn bộ sát khí đều chất chứa ở bên trong khe hở của tinh khải. Chỉ có đứng gần trong gan tất mới có thể cảm nhận được loại khí tức nguy hiểm gần như thực chất kia. Bạn học Lý Diệu, ta vô cùng hiếu kỳ, khi phải đối mặt với một chiếc chiến hạm dài mấy trăm mét, uy lực của chủ pháo trên tinh thạch chiến hạm có thể so với một kích toàn lực của nguyên anh tu sĩ thì đến tột cùng ngươi có thể sử dụng âm mưu quỷ kế gì. Coi như ngươi muốn tự bạo thì sợ rằng cũng không đã thương được tới một sợi lông của đối phương. Trong miệng tả phi kinh gằn ra từng chữ từng chữ. Nửa tháng trước, ta đã đè ép ra cực hạn của bản thân trong mỗi một giây đồng hồ, điên cùng tu luyện suốt nửa tháng, chính là vì hôm nay, phân ra cao thấp với ngươi. Hy vọng biểu hiện của ngươi càng thêm chói mắt hơn so với tinh thạch chiến hạm, cũng không nên chỉ trong 10 giờ đã bị tinh thạch chiến hạm bắt lấy hoặc là đánh chết. Nếu mà như vậy thì ta sẽ phi thường thất vọng. Diễn tập bắt đầu, trong một phút xin mời tất cả hạ không. Âm thanh vang vọng trong cabin. Tả phi kinh mở hai tay ra, thả người nhảy xuống. Hổ vương chiến khải nhảy vào trong màn mưa, phát ra quang mang thăm thẳm giữa bóng đêm, sau đó liền biến mất vào sâu trong rừng rậm. Lý Diệu theo sát phía sau, phất phất tay với Sa Ngọc Thành và Phong Khải, rồi cũng nhảy ra ngoài. Vèo. Phía sau huyền quốc chiến khải duỗi ra bốn cái cánh ổn định và động lực phù trận, phi hành dưới sấm vang chớp giật, mưa xối xả tầm tả. Phù du tiếp tế hồng rập khuôn từng bước đi theo phía sau, bên trong chứa đầy pháp bảo và công cụ dùng để chạy trốn. Có một câu mà tả phi kinh đã nói đúng. Bất luận đối mặt với kẻ địch ra sao, chạy trối chết mãi mãi không phải phong cách của Lý Diệu. Dù đối thủ là một chiếc chiến hạm dài mấy trăm mét, trang bị trên tinh thạch chiến hạm gồm có một khẩu cự pháo, liệt thiên chù y và 10 khẩu thái ớt lôi từ pháo thì trong đầu Lý Diệu vẫn luôn tính toán phản kích. Bất luận người nào muốn bắt được hắn, đều phải trả cái giá đắt. Xoạt! Lý Diệu chậm rãi hạ xuống. Vị trí hắn đáp là một ngọn núi cao nhất, khuôn viên gần trăm dặm. Lý Diệu lập tức dõi mắt nhìn ra xa, Thu hết toàn bộ cảnh sát ở xung quanh, nhanh chóng nhìn quét các địa hình đặc thù, bắt đầu so sánh với địa đồ được cung cấp từ trước qua tinh não. Tâm tư Lý Diệu thay đổi thật nhanh, lực tính toán được phát huy ra cực hạn, nhanh chóng phân tích cục diện trước mắt. Ba cái điểm sáng nhỏ đang cực tốc bắn về hướng phía tây bắc chính là ba kiện tinh khải khác. Nếu như Lý Diệu không đoán sai, bọn họ chuẩn bị tiến về vách đá ở góc tây bắc của khu vực diễn tập này ẩn náu. Lý Diệu cẩn thận nghiên cứu qua địa đồ, Cốc Tây Bắc của khu vực diễn tập chính là những dãy núi chập trùng, kỳ phong thay nhau nổi lên, hang đá dưới nền đất đang xen chằng chịt, đây chính là địa phương tốt nhất để tìm hành du kích. Có điều Lý Diệu cũng không chuẩn bị đi đó. Đối thủ của hắn chính là tên được xưng là Túy Miêu, vương bài hạm trưởng của quân đội Liên bang Ninh Phong, khẳng định người này sẽ coi khu núi đá thành mục tiêu để tập trung trọng điểm tìm kiếm. Trên tinh thạch chiến hạm hỏa thiêu vân cấp chuẩn bị rất nhiều pháp bảo trinh trắc, có thể thăm dò tình huống khoảng mấy trăm mét dưới nền đất. Mà 500 con khôi lỗi chiến thú cũng có thể chui vào lòng đất tiến hành tìm kiếm. Một khi manh mối bị phát hiện, 100 viên toản tâm địa chấn lôi bắn xuống thì không phải chuyện đùa. Mặc dù là diễn tập, tất cả uy lực của pháp bảo được điều tiết chỉ còn một phần ba, mà uy lực của cự pháo, liệt thiên chù y càng được điều chỉnh còn một phần mười, nhưng Lý Diệu vẫn không muốn thưởng thức tư vị bị bọn họ công kích. Vạn nhất hang đá dưới nền đất bị toàn tâm địa chấn lôi và liệt thiên chùi y cự pháo công kích thì vô cùng có khả năng sẽ sụp đổ, ngăn chặn thông đạo trước sau, vậy thì sẽ trở thành kết cục bắt ba ba trong rọ. Tiếp tiếp. Tinh Nhãn rất nhanh phát hiện ra vị trí một địa hình đặc thù mà hắn đã xác định từ trước. Đây chính là chiến trường mà Lý Diệu tự mình bỏ ra vài giờ lựa chọn. Lý Diệu lùi lại hai bước, đột nhiên gia tốc lên, từ trên cao mấy ngàn trượng nhảy xuống, rơi tự do mãi đến tận khi rơi xuống dưới chân núi mới đột nhiên kích phát động lực phù trận. Huyền cốt chiến khải tràn ra thất sắc huyền quang, bắn về phía đông nam. Hiện tại còn cách thời gian tinh thạch chiến hạm bác lãng hào xuất phát 50 phút. 10 phút sau, Lý Diệu xuất hiện ở góc đông nam khu vực diễn tập, cũng chính là phương hướng mà tinh thạch chiến hạm tiến vào khu vực diễn tập. Địa thế nơi này tương đối bằng phẳng hơn so với vùng núi đầy rẫy loạn thạch ở phía tây bắc, nơi này chỉ có vách núi không sâu, động đá dưới nền lại rất ngắn. Chỉ là hệ thống mạch nước đặc biệt phát triển, có nhiều sông lớn cùng dòng suối nhằn nhịp khắp nơi. Bởi vì gặp phải mưa to nên mực nước dâng cao, dòng nước chảy xiết vô cùng mãnh liệt. Chính là chỗ này. Lý Diệu so sánh địa hình thực tế và địa đồ, sau đó hắn liền mở phù du tiếp tế hòm, lấy ra rất nhiều pháp bảo tỏa ra màu sắc rực rỡ, nhanh chóng bố trí. Khi đồng hồ điểm tới 58 phút, Lý Diệu đã hoàn thành mọi bố trí. Ngay khi một phút cuối cùng trôi qua, trên màn trời hướng đông nam xuất hiện một tia sáng cực kỳ. Chói mắt. Tiếng sấm vang chớp giật cũng không thể che lấp đi âm thanh gào thét của tinh thạch chiến hạm. Tinh thạch chiến hạm bác lãng hào uy phong lẫm lẫm tiến vào khu vực diễn tập. Một giờ lẻ hai phút, Lý Diệu ẩn náu ở trong một vách đá dưới đầm nước vẫn đục. Hắn đóng lại toàn bộ phù trận của tinh khải và phù du tiếp tế hòm, hoàn toàn biến chúng thành một cục sắc vụn đen xì xì, yên lặng chìm vào trong nước bùn, chỉ lộ ra hai con mắt đầy tia máu, thản nhiên đón nước mưa như kim đâm vào mắt, chăm chú nhìn lên bầu trời. Một giờ lẻ năm phút, bác lãng hào cách đó mấy ngàn mét chậm rãi tiến tới khu vực của Lý Diệu. Dường như gặp phải tác dụng của tâm lý, Lý Diệu cảm thấy không khí bốn phía có vẻ đang chấn động đến mức khiến tim hắn như đập nhanh thêm một nhịp. Con cự thú sắt thép dài mấy trăm mét từ từ lướt qua đỉnh đầu hắn, cái cảm giác này không phải người nào cũng đều có thể chịu đựng được. Bạch Bạch Trên tinh thạch chiến hạm bắn ra tám tia hào quang màu nhũ bạch, đang thành một tấm quang mạc, đảo qua từng tòa dãy núi cùng từng mảng rừng rậm. Lý Diệu biết, đây là huyền quang dùng để tìm tòi kẻ địch, một khi bị huyền quang quét trúng thì rất khó có thể tránh thoát. Tuy nhiên sấm vang chớp giật, mưa tầm tả đúng là đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn với huyền quang, ánh sáng của huyền quang không chỉ cực kỳ ảm đạm, hơn nữa mỗi khi sấm sét mãnh liệt bắn ra thì sẽ khiến huyền quang đứt quãng nguyên bản đây chính là thiên la địa võng nhưng bởi vì sức mạnh của thiên nhiên nên bị thủng trăm ngàn lỗ hơn nữa khu vực mà lý diệu lựa chọn không phải chỗ ẩn thân tốt nhất trong khu vực diễn tập này toàn bộ sự chú ý của ninh phong đều tập trung ở khu núi đá phía tây bắc vì thế đối phương chỉ dùng huyền quang quét qua loa rồi tiếp tục bay về phía tây bắc hô lý diệu cẩn thận từng ly từng tí thở phào nhẹ nhõm, đè nén trái tim đang điên cuồng nhảy nhót trong lồng ngực. Cửa ải gian nan nhất đã qua. Hiện tại ít nhất hắn có thể tranh thủ cho bản thân thời gian vài giờ. Ở trong cùng phong loạn vũ, tinh thạch chiến hạm hẳn sẽ không trở về nơi này tìm kiếm một lần nữa. Hắn có thể yên ổn ẩn núp ở đây, mãi đến tận khi nơi ẩn nấp của vạn kiếm, vân vụ bị phát hiện, đến khi bọn họ bị bắt lại hoặc là trấn áp mới thôi. Đúng lúc này, mí mắt Lý Diệu chợt nhảy lên, sâu trong não vực bỗng nhiên vang cảnh báo nguy hiểm. Đột nhiên trên bát lãng hào thả ra 10 điểm sáng nhỏ như đông đóng lóe lên, kéo dài khoảng cách lẫn nhau ra, đang thành một tấm lưới buông xuống, ập về phía hắn. Là độc phong chiến toa. Lý Diệu mắng thầm một câu, hắn liếm môi một cái rồi lại phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào bởi vì sốt sắng thái quá mà ngay cả môi hắn cũng cắn chặt lại. Tuy rằng tinh thạch chiến hạm buông tha khu vực này, nhưng lại thả ra 10 chiếc độc phong chiến toa, mỗi một chiến toa đều mang theo năm khôi lỗi chiến thú, vậy thì sẽ là 50 con khôi lỗi chiến thú. Lý Diệu không hiểu mình đã lộ ra dấu vết ở chỗ nào, khu vực diễn tập có diện tích quá lớn, đối phương không thể tùy tiện 10 độc phong chiến toa này tìm kiếm hết toàn bộ khu vực này được. Mà địa phương nơi hắn ẩn thân này tuyệt đối không phải là nơi đáng để tìm tòi nhất. Có lẽ không phải do hắn đã để lại manh mối gì đó mà đây chỉ là một loại trực giác của cao thủ khiến cho Ninh Phong mơ hồ cảm giác được khu vực này có chút quái lạ, bởi vậy đối phương mới thả xuống độc phong chiến toa ra tìm kiếm. Vù. Vù. Trong bụng độc phong chiến toa chở theo năm khôi lỗi chiến thú, hoặc nhìn hình thể có vẻ vô cùng khổng lồ, giống như một con ong mật bụ bẩm, động lực phù trận trải qua thiết kế đặc thù khiến cho lực đẩy vô cùng mạnh mẽ, nhưng sẽ phát sinh âm thanh ong ong đặc thù, khiến cho người ta phập phòng lo sợ. Ba chiếc độc phong chiến toa xẹt qua đỉnh đầu Lý Diệu. Từng cột sáng lần lượt đánh xuống mặt đất, nhiều lần xẹt qua bên cạnh đầm nước Lý Diệu đang ẩn thân. Lý Diệu cắn răng, không nhúc nhích. Giờ khắc này, Tinh Thạch Chiến Hạm vẫn chưa bay xa, một khi hắn bị bại lộ thì Tinh Thạch Chiến Hạm có thể quay lại bất cứ lúc nào, hắn không muốn mình trở thành mục tiêu thứ nhất bị săn đuổi. 5 phút đồng hồ, 10 phút, nửa giờ trôi qua. Độc Phong Chiến Qua đã lướt qua đỉnh đầu Lý Diệu 3, 4 lần, nhưng bởi vì sấm sét và mưa to ảnh hưởng, đối phương không cách nào sử dụng thần thông trinh trắc nên chỉ có thể dùng huyền quang đức quản tìm kiếm vì vậy mà từ đầu đến cuối đối phương vẫn không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn khi tinh thạch chiến hạm đã biến mất ở bầu trời hướng tây bắc ngay cả đuôi lửa phía sau cũng không nhìn thấy ngay lúc này lý diệu đột nhiên nghe được âm thanh cây cối rung động mạnh mẽ truyền đến từ trong rừng rậm âm thanh này không hề giống với cây cối bị mưa gió lay động 10 chiếc độc phong chiến toa đang xoay quanh trên bầu trời phụ cận hắn đã mở rộng bụng ra, thả toàn bộ 50 con khôi lỗi chiến thú ra ngoài. Độc phong chiến toa tổng cộng chở theo 3 loại khôi lỗi chiến thú khác nhau. Cuộc thi đăng ký luyện khí sư Loại khôi lỗi chiến thú này thuộc loại hình cao tốc trinh sát, tuy rằng phần eo nó yếu ớt, phạm vi hỏa lực hai bên thân thể có chút thiếu hụt, thế nhưng số lượng lại rất nhiều, mấy chục con huyễn lan tạo thành bầy sói là một lực lượng vô cùng đáng sợ loại thứ hai là điện tiên nha xà. Loại khôi lỗi chiến thú có cái tên quái lạ này thân dài 3 mét, không có tứ chi, giống như một con rắn độc, năng lực nó am hiểu nhất chính là tìm kiếm trong hang động và nham thạch. Một khi phát hiện kẻ địch, thân thể nó quất tới như roi, trong cơ thể tự động bắn ra đinh được luyện chế từ hợp kim siêu cường hóa, bám chặt vào cơ thể kẻ địch. Cùng lúc đó, một luồng điện lưu cao áp phóng tới khiến cho kẻ địch tê liệt hoặc trực tiếp bị tiêu diệt. Điện tiên nha xà giống như một chiếc roi điện mọc đầy răng nanh, chúng là khôi lỗi chiến thú sắc bén nhất ở những cuộc chém giết trong núi rừng. Loại thứ ba chính là gào thét biên bức. Loại khôi lỗi chiến thú này có hình thể cực nhỏ, vừa có thể xuyên qua những khe hở nhỏ hẹp trong hang động, lại có thể mở ra hai cánh để bay lượn trong thời gian ngắn. Thần thông lớn nhất của nó là có thể thả ra sóng âm đặc thù, một mặt công kích tinh thần kẻ địch, khiến cho kẻ địch phập phòng lo sợ, đầu ván mắt hoa. Mặt khác, loại sóng âm này có thể tràn quét khắp nơi, đó chính là một phương thức tìm kiếm rất xảo diệu, gần sóng linh năng của kẻ địch tỏa ra sẽ truyền về những tín hiệu đặc thù trong khoảng cách ngắn, hiệu quả của thứ này còn tốt sơn so với huyền quang. Độc phong chiến toa, huyển lan, điện tiên nha xà, gào thét biên bức tạo thành cuồng phong thổi quét qua thiên la địa võng, tìm tòi kẻ địch ở trong rừng rậm. Chi Chi Gào thét biên bức phát ra tiếng rít chói tai, nó nhảy xuống từ trên ngọn cây cao mười mấy mét, bay lượn trong mưa gió. Tê hí. Tê hí. Trong bụi cỏ, điện tiên nha xà nhanh chóng trường bò, đầu lưỡi thỉnh thoảng phun ra, đo lường nhiệt độ trong không khí. Đầu lưỡi điện tiên nha xà được dùng thiên tài địa bảo đặc thù luyện chế ra, trên đó điêu khắc trắc ôn phù trận vô cùng nhạy cảm, có thể nhận biết được sự biến hóa nhỏ nhất của nhiệt độ, phát hiện ra sinh vật có nhiệt độ khác với tự nhiên xung quanh, đây cũng chính là một loại pháp bảo trinh trắc trí mạng. Vèo, vèo, vèo. Huyễn Lan lắc đầu quẩy đuôi, từ pháo hai bên thân thể nó lập lòe tỏa sáng, linh năng dồi dào, thủ thế đợi sẵn. Ở giữa bầu trời, mười tòa độc phong chiến toa cũng chuẩn bị kỹ càng, mấy chục thanh phi kiếm chờ đợi, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay liền có thể kích phát ra toàn bộ phi kiếm. Vòng vây càng ngày càng nhỏ lại. Dưới sự tìm kiếm của độc phong, Huyễn Lan, Điện tiên nha xà, gào thét biên bức mỗi một hốc cây, mỗi một khe hở đều bị lật tung lên. Lý Diệu ẩn thân dưới hồ nước, đương nhiên không thể bị bọn chúng buông tha. Lúc này Lý Diệu vẫn không nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt, chỉ nhìn chầm chầm độc phong chiến toa đang tuần tra ở trên bầu trời, não vực đang biên cuồng tính toán tốc độ, cấp độ và quỹ tích vận động của đối phương. Hắn đang chờ đợi một chuyện xảy ra ngay khi vòng vây thu nhỏ lại đến cách hắn chỉ còn trăm mét thì bỗng nhiên hồ nước yếu ớt lay động lên mặt nước vẫn đục bị từng đạo gợn sóng phá nát trong không khí truyền đến hai tiếng ầm vang yếu ớt âm thanh này trầm thấp đến khó chịu sau đó là một tiếng nổ vang tạo ra địa chấn kinh khủng dường như đã trực tiếp phá hủy phía bên kia sơn mạch bắt đầu rồi tinh thần lý diệu bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn bác lãng hào rốt cục nổ súng Hai tiếng nổ vang kia chính là âm thanh toàn tâm địa chấn lôi chui vào lòng đất nổ tung. Âm thanh nổ vang kia chắc hẳn chính là âm thanh cự pháo liệt thiên chù y phát ra. Liệt thiên chù y tuy rằng có thể phát ra công kích có lực phá hoại ngang bằng nguyên anh lão quái, thế nhưng phải áp súc trong thời gian nửa giờ mới có thể phát ra công kích, nói cách khác, mỗi nửa giờ nó mới có thể khai hỏa một lần. Một khi đối phương đã vận dụng liệt thiên chùi cự pháo thì tuyệt đối không phải công kích lung tung mà là đã xác định, khóa chặt mục tiêu và đang triển khai điên cuồng đuổi giết. Cơ hội tới. Tinh thạch chiến hạm chí ít đã phát hiện ra một kiện tinh khải, đang muốn bắt lấy hoặc trấn áp, vì thế lúc này đối phương sẽ không thể chú ý đến ta ở bên này. Lý Diệu khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập dữ tợn của hắn khóa chặt vào thân ảnh của độc phong chiến toa. Hiện tại liền để cho các ngươi biết, rốt cuộc ai là thợ săn, ai là con mồi. Trong trung tâm chỉ huy của hạm đội thứ năm thượng quan sách, nhâm tinh bắc, các nhân vật cao tầng của quân đội, nguyên mạng thu, giang thánh và đại biểu của giới tu chân đều hết sức chăm chú theo dõi màn sáng to lớn được phân tách thành hơn một nghìn khối hình ảnh. Mỗi một khối hình ảnh đều được truyền đến từ trong tinh nhãn của tinh thạch chiến hạm, độc phong chiến toa, huyển lan, điện tiên nha xà và gào thét biên bức. Tất cả mọi người ở đây đều là cao cấp người tu chân có thực lực mạnh mẽ, có thể đồng thời quan sát mấy trăm khối hình ảnh, ở trong não vực phát họa ra toàn cảnh của cuộc diễn tập thực chiến. Ở đây chỉ không có hình ảnh truyền về từ tin nhãn của bốn kiện tinh khải. Bởi vì nếu truyền phát ra tín hiệu truyền hình thì sẽ khó tránh khỏi phát ra những gợn sóng linh năng yếu ớt, rất dễ dàng bị bắt lấy, gây bất lợi cho hoạt động tìm hành ẩn nấp của bọn họ. Vì lẽ đó, bốn kiện tinh khải không có kết nối hình ảnh với trung tâm chỉ huy. Toàn bộ tin tức và biến hóa của cuộc diễn tập đều chứa đựng ở bên trong tinh não chủ khống tinh khải, chờ đến khi cuộc diễn tập kết thúc sẽ để tất cả mọi người cẩn thận nghiên cứu. Nói cách khác, toàn bộ góc nhìn của những người ở trong trung tâm chỉ huy đều là đứng dưới góc nhìn của tinh thạch chiến hạm, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tất cả những gì Ninh Phong nhìn thấy. Ngay cả họ cũng không biết bốn kiện tinh khải hiện ẩn náu ở nơi nào, đang làm những gì. Việc này khiến cho tính căng thẳng cùng sự kịch tính của diễn tập thực chiến tăng thêm một tia mùi vị quỷ bí khó lường. Hơn một nghìn khối hình ảnh không ngừng lấp lóe, đảo qua từng ngọn núi cao, rừng rậm và các dòng sông. Bỗng nhiên, một khối hình ảnh điên cuồng lóe lên. Giống như là bị truyền nhiễm, mấy chục khối hình ảnh bắt đầu lấp lóe lên. Tất cả hình ảnh rất nhanh liền tập trung đến một chỗ, từ trong nham thạch phát họa ra một bóng đen mơ hồ nhưng lại hết sức đặc thù, đây rõ ràng là bóng người. Cổ tinh khải thứ nhất đã bị tìm thấy. Là vạn kiếm chiến khải cách thời điểm tinh thạch chiến hạm bắt đầu khởi động 2 giờ 27 phút 36 giây. Toàn bộ người tu chân của Tam Đại Kiếm Tông đồng thời phát ra tiếng thở dài, bất đắc dĩ ôm đầu. Còn người của ba thế lực lớn khác lại thở vào nhẹ nhõm. Khóe mắt thượng quan sách chợt nhảy lên một cái, không nói gì. Nhưng ít hầu hắn lại lay động cho thấy nội tâm hắn đang nhảy lên. Đột nhiên khóe miệng nhâm tinh bắt co giật, trong mắt hắn che kín tơ máu, đôi môi liên tục rung động, dường như đang âm thầm chửi bới. Nguyên bản vạn kiếm chiến khải đang ẩn náu trong một hang động có nước động vì mưa to, cộng thêm được bao trùm một tầng dây leo và cỏ dại dày đặc. Nhưng Sa Ngọc Thành cũng không biết, nhìn như hắn đã bố trí thiên y vô phùng, nhưng thực sự là chữa lợn lành thành lợn què, khiến cho sự tồn tại của hắn bị bại lộ. Điện tiên nha xà, gào thét biên bức có lượng lớn tin tức về thảm thực vật và hoàn cảnh nơi này, chúng có thể cơ bản phân tích ra một nơi nào đó có hoàn cảnh tự nhiên hay đã có dấu vết cải tạo của con người tuy rằng tính chuẩn xác không cao nhưng không gây ra trở ngại đối với quá trình tìm kiếm một khi chỗ ẩn nấp bị tìm kiếm vạn kiếm chiến khải có nhiệt độ hoàn toàn không phù hợp với xung quanh sẽ lập tức bị phát hiện thông qua sóng âm công kích gào thét biên bước nhanh chóng nhận biết được ở trong hang động này ẩn náu một quái vật khổng lồ được chế tạo từ kim loại gần như chỉ trong 0,1 giây sau khi khôi lỗi chiến thú phát hiện ra mục tiêu, tin tức đã được truyền đến bên trong độc phong chiến toa. lại trải qua 0,1 giây, tin tức được truyền đến bên trong buồng chỉ huy tinh thạch chiến hạm. nhận được tin tức này, ninh phong lập tức ra lệnh cho bốn chiếc độc phong chiến toa bắn ra mười hai thanh phi kiếm hướng tới vũng nước động trong hang động. thái ớt lôi từ pháp đã thủ thế chờ đợi từ lâu liền bắt đầu phát huy ra uy lực, từng quả lôi cầu liên tiếp bắn xuống. vèo Vèo Hai viên toản tâm địa chấn lôi dưới sự khởi động của động lực phù trận Vừa xoay tròn vừa phát quang Xuyên thẳng vào trong lòng đất Ninh Phong không ra tay thì thôi Vừa ra tay nhất định sẽ là nhất kích tất sát Cho tới giờ khắc này Sa Ngọc Thành mới phát hiện mình đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ Hang động nơi hắn ẩn thân này vốn không có lối ra thứ hai Phía trước hắn chỉ có một con đường chết Hắn chỉ có thể gào thét Cắn răng chịu đựng từng thanh phi kiếm ti chấp hình cầu và toản tâm địa chấn lôi, cắm đầu sông ra ngoài. Vèo 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 vèo. Mấy trăm thanh phi kiếm gào thét bắn ra, lượng lờ quanh thân hắn, nhanh chóng xoay tròn, bệnh thành võng kiếm ngay cả gió cũng không thổi lọt, kết hợp với tấm trắng linh năng tạo lớp phòng ngự thành kiên cố, đánh cho 12 thanh phi kiếm của chiến hạm thành bụi phấn. Sau đó hắn liền nhắm về phía phương hướng độc phong chiến toa và khôi lỗi chiến thú dày đặc nhất, nỗ lực phá vây sa ngọc thành chỉ có thể hy vọng dết vào trong trận địa địch dùng kẻ địch để che chắn cho chính mình khiến cho tinh thạch chiến hạm rơi vào hoàn cảnh ném chuột sợ vỡ đồ nhưng điều này cũng chỉ là uống rượu độc giải khác một khi bị độc phong chiến toa và khôi lỗi chiến thú cuốn lấy thì muốn chạy trốn là chuyện không hề dễ dàng ầm um, ầm um. từng quả lôi cầu liên tiếp nổ tung sinh ra sóng khí thổi đến khiến hắn ngã trái ngã phải ầm um, ầm um, ầm um dưới nền đất truyền đến âm thanh nổ vang nặng nề như núi lửa bạo phát. Chính là tiếng nổ của hai viên toản tâm địa chấn lôi, sóng trùng kích sinh ra từ vụ nổ khiến cho vô số hang động cùng khe nét ẩn giấu trong vùng núi đều bị chấn động sụp đổ. từ tư, tư Một trận âm thanh quỷ dị truyền đến khiến cho Sa Ngọc thành sởn cả tóc gáy, hồn vía như bay lên mây. Hắn biết đây chính là âm thanh khi liệt thiên chú y cự pháo chuẩn bị phát động. Chỉ trong chốc lát, tinh thạch chiến hạm bắn ra một cột sáng màu nhũ bạch khiến cho màn đêm đen kịch đột nhiên biến thành ban ngày. Cột sáng này không bắn về phía vạn kiếm chiến khải, mà là bắn về một hướng khác của sơn mạch. Đây là... Sa Ngọc Thành sợ hãi không thôi, hắn trầm ngâm chốc lát, đột nhiên cả người phát lạnh. Kiện tinh khải thứ hai đã bị phát hiện. Kiện tinh khải thứ hai bị phát hiện chính là vân vụ chiến khải. Nó thường túy là bị vạn kiếm chiến khải liên lụy. Vân vụ là một kiện tinh khải am hiểu năng lực tàng hình, ẩn nấp không vết tích cùng tìm hành cao tốc bị phát hiện. Nguyên bản nơi vân vụ chiến khải lựa chọn ẩn nấp là một hang động thông ra bốn phương, có năm cái lối ra phân bố ở các phương hướng khác nhau, hơn nữa nơi này còn có một cái lối đi thông tới sông ngầm dưới nền đất. Vân vụ chiến khải ẩn náu ở sâu nhất dưới hang động, bản thân nó tự mang theo thần thông ẩn thân, che đậy tất cả dấu vết, chặt đứt phản xạ của linh năng và kim loại, ngay cả nhiệt độ của tinh khải cũng hạ xuống đồng nhất với xung quanh. Cho dù là điện tiên nha xà hay gào thét điên bước đi tới cách nó mười mấy mét cũng chưa chắc có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nhưng vân vụ chiến khải lại vô cùng xui xẻo khi ở cùng một sơn mạch với vạn kiếm chiến khải. Hai viên toản tâm địa chấn lôi đánh xuống sơn mạch khiến cho vô số hang động đổ sụp xuống. Trong đó bao gồm cả hang động nơi vân vụ chiến khải ẩn nấp. Loạn thạch sắc bén trên đỉnh đầu rơi xuống, mắt thấy hang động sắp hoàn toàn sụp đổ, vân vụ chiến khải không thể không màng đến, bắt buộc phải mở ra tấm chắn linh năng để phòng ngự. Vì vậy, vân vụ chiến khải lập tức bị một con gào thét biên bức ở cửa động phát hiện hành tung. Tuy nhiên ở bốn phía không có quá nhiều độc phong chiến toa nên rất dễ dàng để vân vụ chiến khải chạy thoát. Ngay lúc này, Ninh Phong không chút do dự phát động cự pháo liệt thiên chù y. Cách thời điểm tinh thạch chiến hạm xuất phát là 2 giờ 31 phút 59 giây dù được kìm hãm còn một phần mười uy lực thì mỗi phát bắn của liệt thiên chù y cự pháo vẫn có thể so với một đòn toàn lực của nguyên anh tu sĩ, khiến cho toàn bộ sơn mạch lay động. Hào quang ngút trời, bắn ra ngàn vạn hoa lửa, ngay cả màn đêm cũng bị nhuộm thành ánh bình minh. Công kích trên trời dưới đất giống như thập diện mai phục. Hai kiện tinh khải không chỗ nào để trốn, chỉ có thể sử dụng toàn bộ thần thông cố gắng đột phá hai bên, liều mạng một lần. Quanh thân vạn kiếm chiến khải dường như thật sự có 10.000 thanh phi kiếm đang lượn lờ, đang dệt thành võng kiếm khiến gió cũng không thế thổi lọt. Vân vụ chiến khải lại biến ảo thành 10 ảo ảnh phân thân, đồng thời tan vào không khí, hóa thành 10 đạo gợn sóng nhàn nhạt, chia nhau chạy trốn về bốn phương tám hướng. Lúc này Ninh Phong lại không hề vội vã. Sau khi bắt lấy cá lớn hung mảnh, Ninh Phong không vội vã kéo cần, mà dựa theo tình hình của cá lớn để chậm rãi giằng co, tiêu hao khí lực của con mồi. Toàn bộ độc phong chiến qua đều bao vây xung quanh hai kiện tinh khải, tạo thành vòng vây dày đặc. Tác dụng của bọn họ không phải là triển khai tấn công mạnh mẽ mà là cùng khôi lỗi chiến thú kiềm chế và tìm tòi kẻ địch. Một khi khóa chặt tinh khải thì lại sẽ dùng các loại công kích để thu hẹp không gian hoạt động của đối phương, sau đó sẽ để cho thái ớt lôi từ pháo và toản tâm chấn địa lôi trên tinh thạch chiến hạm giải quyết. Dưới sự tính toán và lực khống chế khủng bố của Ninh Phong, mỗi một phần hỏa lực trên tinh thạch chiến hạm mỗi một chiếc độc phong chiến qua, mỗi một con khôi lỗi chiến thú cùng nhau tạo thành một kiện hủy diệt cơ khí cực kỳ tinh vi, không chút hoang mang nghiền ép về phía hai kiện tinh khải. Quả là xui xẻo, không nghĩ tới hai kiện tinh khải lại trốn ở cùng một dãy núi, bị đối phương rung cây dọa khỉ mà lộ tẩy. Tại trung tâm chỉ huy, sắc mặt của những tu chân giả thuộc đại học tinh vân trở nên đặc biệt khó coi, bởi vì vân vũ chiến khải có sở trường là tìm hành ẩn nấp bọn họ vốn vẫn ôm một chút hy vọng đối với lần diễn tập này, cho rằng chí ít vân vụ chiến khải có thể kiên trì qua 10 giờ. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. Tuy rằng hai kiện tinh khải này đang ngoan cố chống cự, vân vụ chiến khải chưa triệt để bại lộ. Thế nhưng tinh thạch chiến hạm đã phong tỏa toàn bộ sơn mạch, mấy trăm khôi lỗi chiến thú và mấy chục chiếc độc phong chiến toa đã bao vây chặt chẽ từng tấc không gian khiến cho ngay cả gió cũng không thổi qua nổi cho dù có khả năng thông thiên triệt địa thì cũng rất khó chạy thoát. Thượng quan, những tinh khải vô định hình này quả thật là có chút môn đạo, dưới công kích túi bụi của tinh thạch chiến hạm đã kiên trì ròng rã 3 phút nhưng vẫn không bị tóm lấy, đúng là vượt ngoài dự liệu của ta. Nhâm tinh Bắc cười hít mắt nói. Vẫn chưa qua 3 giờ đầu tiên mà hai kiện tinh khải đã sắp bị đối phương bắt tới tay, rốt cục sắc mặt của nhâm tinh Bắc đã trở nên hưng phấn hơn một chút. Mà lúc này đám quan quân còn lại của hạm đội thứ năm đã lộ rõ vẻ vui mừng ra mặt, nếu không phải bị quân Pháp nghiêm ngặt cản trở thì bọn họ sớm hoang hô nhảy nhót lên rồi. Trên mặt thượng quan sách không hề lộ ra chút cảm xúc. Lúc này trong mắt hắn bỗng nhiên lóe sáng, lập tức nhìn về phía góc trái của màn sáng to lớn kia. Đó là khối hình ảnh được truyền đến từ 10 chiếc độc phong chiến toa đang tìm tòi khu vực Đông Nam. Lúc này trong khối hình ảnh kia đột nhiên xảy ra dị biến sâu trong rừng rậm có một hỏa cầu to lớn từ từ bay lên, bùng nổ tiếng vang đinh tai nhức óc. Toàn bộ hình ảnh kia cũng đều rung động theo, xuất hiện từng đạo từng đường nét vặn vẹo. Là loại pháp bảo quấy rối. Bên trong trung tâm chỉ huy xuất hiện nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nhìn đến phía hình ảnh khu vực vốn không chút bắt mắt này. Ban đầu bọn họ không biết vì sao Ninh Phong phải thả xuống 10 chiếc độc phong chiến toa triển khai tìm kiếm ở chỗ này hiện giờ mới phát hiện trực giác kinh người của Ninh Phong quả thật vô cùng chính xác. Pháp bảo loại quấy rối này lấy hình thức nổ tung thả ra bột phấn kim loại đặc thù, tạo thành ô nhiễm cùng ảnh hưởng đối với tinh phiến khống chế pháp bảo, khiến cho tinh phiến bị đình trệ hoặc là trục trặc. Động tác của độc phong chiến toa và khôi lỗi chiến thú đều trở nên trì độn. Trầm Một khối hình ảnh vừa vặn quay đến một chỗ đầm nước đục không chịu nổi, một tinh khải đen xì có dáng dấp cực kỳ dữ tợn đang từ từ nổi lên mà pháp bảo trong tay nó càng khiến tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt. Đó là cái gì? Lý Diệu hít sâu một hơi, thần niệm vững vàng khóa chặt một chiếc độc phong chiến toa đang lao thẳng về phía hắn. Tất cả tốc độ, tốc độ và quỹ tích vận động đang xen vào nhau, tạo thành lộ tuyến xạ kích tốt nhất. Kể cả đối phương có thể làm ra mấy chục cử động né tránh cũng đều rơi vào trong tính toán của hắn. Hai cổ tinh từ pháo ở đầu vai đã sớm thủ thế chờ đợi mà con hung thú sắt thép hắn ôm trong lòng lại càng khó nhịn được, liên tục phát ra tiếng gầm rú trầm thấp. Ba bộ trang bị hạng nặng, hỏa thần pháo sáu nòng xoay tròn. Đây chính là pháp bảo viễn trình công kích thuộc về riêng lý diệu. Hỏa thần pháo sáu nòng xoay tròn, vốn là pháp bảo viễn trình công kích dành cho tinh khải, chiến toa cùng với tinh thạch chiến xa. Mà hỏa thần pháo hạng nặng lại dựa trên cơ sở của hỏa thần pháo bình thường, thêm vào nòng pháo to dài hơn, thiết kế lại đồng thời toàn diện thăng cấp công kích phù trận. Vì lẽ đó, chỉ có tinh khải hạng nặng, tinh thạch chiến xa loại hình công thành cùng với tinh thạch chiến hạm mới lựa chọn trang bị loại hỏa thần pháo 6 nòng hạng nặng này. Tuy nhiên Lý Diệu lại cảm thấy thứ này không quá mạnh mẽ, nên đã luyện chế gộp 3 bộ hỏa thần pháo hạng nặng lại cùng một chỗ, rồi lại lấy phương thức nhỏ máu tế luyện để ôn dưỡng nhiều lần, rèn luyện thật tốt trong mấy tháng, cuối cùng mới luyện chế ra bộ pháp bảo tâm linh tương thông với hắn, khiến hắn và ba bộ hỏa thần pháo sáu lòng xoay tròn hạng nặng này có cảm giác huyết thống hòa vào nhau viễn trình công kích là nhược điểm của hắn cổ hỏa thần pháo hỏa lực siêu cấp hung hãn tuyệt luân này có thể bù đắp thiếu hụt của hắn rầm 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 sau mấy tháng nhỏ máu tế luyện siêu cấp hỏa thần pháo đã gần như trở thành một phần của thân thể hắn chỉ cần hắn hơi động ý niệm ba con hỏa xà liền gào thét bắn ra cùng với năng lượng cuồng bạo bắn ra từ tinh từ pháo đang xen thành lực lượng hủy diệt như răng lược. Người điều khiển độc phong chiến toa căn bản không nghĩ tới Lý Diệu lại dám chủ động triển khai công kích. Đồng thời phi hành hệ thống trên chiến toa đang bị quấy rầy, mất đi phần lớn năng lực né tránh. Lý Diệu ẩn nhẫn rất lâu chính là vì đợi cái quỷ tích xả kích tốt nhất xuất hiện, đương nhiên hắn không thể buông tha cho cơ hội này. đùng 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 đùng. đùng. đùng đạn và hỏa xà oanh kích cùng phong loạn vũ lên tấm chắn linh năng của độc phong chiến toa dưới sức tàn phá siêu cấp của hỏa thần pháo tấm chắn linh năng giống như trứng chọi đá chỉ trong nửa giây liền ầm ầm nổ tung âm thanh ong ong của độc phong chiến toa trở nên đặc biệt cao vút nó miễn cưỡng xoay người chạy trốn nhưng phần đuôi lại bị hỏa xà bám lấy gắt gao mấy tòa phản trọng lực và động lực phù trận lập tức bị đánh nổ kéo theo cái đuôi lửa thật dài mà rơi xuống rừng rậm phía dưới cây cối ngã trái ngã phải, khói đen tràn ngập trong không khí. Từ khi diễn tập bắt đầu, đây là chiếc độc phong chiến toa đầu tiên bị đánh rơi. Nhưng cũng bởi vậy mà Lý Diệu Triệt để bại lộ, bị đối phương khóa chặt hành tung, trở thành mục tiêu săn đuổi. Vèo! Vèo! Vèo vèo! Chính chiếc độc phong chiến toa còn lại đồng thời bắn ra phi kiếm, hóa thành mấy chục đạo thất sắc lưu quan, mãnh liệt bắn tới xé tan mưa gió phát ra tiếng rít chói tai. Lý Diệu cắn chặt môi, trong con ngươi lóe lên tinh mang còn sáng sủa hơn so với thiểm điện giữa trời. Siêu cấp hỏa thần pháo liên tục gào thét, đánh tan mười mấy thanh phi kiếm, những thanh phi kiếm còn lại cũng bị hỏa xà quấy rối giúp hắn may mắn tránh thoát, tạo ra tiếng nổ mãnh liệt phía sau lưng, nhấc lên đá vụn và bùng nhão cao tới mấy chục trượng. Lý Diệu không quay đầu lại, hỏa xà cứ thế mà điên cuồng quất xuống. Chính chiếc độc phong chiến toa tản ra tứ phía, điều khiển khôi lỗi chiến thú vây quanh Lý Diệu, hai con huyễn lan xuất hiện ở thác nước phía trên đỉnh đầu lý diệu ba con điện tiên nha xà dựa vào bùn đất yểm hộ vô thanh vô tức tìm hành tới gần hai con gào thét biên bước ra sức vẫy cánh giữa không trung thả ra công kích sóng âm chói tai một mặt muốn nhiễu loạn tâm thần lý diệu một mặt kiềm chế công kích của hắn soạt huyễn lan và điện tiên nha xà chợt nhảy lên đồng thời đánh về phía lý diệu nhưng đột nhiên trong không khí xuất hiện hồ quan quỷ dị bắn ra điện mang Lý Diệu đã bố trí quanh thân rất nhiều lôi tuyến liên hoàn. Loại pháp bảo này có dạng hình dạng như những sợi tóc kim loại hẹp dài, trôi nổi giữa không trung, dưới bóng tối và mưa gió che lấp thì gần như là không thể nhìn thấy được. Chỉ cần Lý Diệu hơi động ý niệm liền có thể trong nháy mắt phát ra điện lưu cao thế, dù không thể làm khôi lỗi chiến thú bị hỏng một cách triệt để thì cũng có thể làm làm chúng đình trệ trong tích tắc. Và Lý Diệu cũng chỉ cần có thế. Ba bộ hỏa thần pháo sáu nòng xoay tròn lập tức được dùng để công kích mục tiêu cố định gần trong gan tất. Chỉ trong khoảnh khắc, sáu con khôi lỗi chiến thú lập tức hóa thành đồng nát. Một giây sau, Lý Diệu lập tức nhảy lên chạy thục mạng. Ông ông! Ông ông! Chính chiếc độc phong chiến toa bị biểu hiện hung hãn tuyệt luân của hắn kinh sợ, nhất thời không dám tới gần, chỉ dám thả ra phi kiếm ở xa xa trên đỉnh đầu hắn mấy chục con khôi lỗi chiến thú còn lại từ bốn phương tám hướng đánh tới, Lý Diệu điều khiển huyền cốt chiến khải tiến hành né tránh trong phạm vi cực nhỏ. Động tác của hắn làm cho những người điều khiển độc phong chiến qua hoa cả mắt, tất cả phi kiếm đều sượt qua người hắn, tư thái vô cùng tự nhiên, chẳng ai ngờ đây là một kiện tinh khải vô định hình giá rẻ nhất tinh diệu liên bang. Bên trong trung tâm chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng thở, yên lặng nhìn hắn biểu diễn. Nhâm tinh bắc đã thanh tỉnh lại, toàn bộ bắp thịt trên mặt đang liên tục co rụt. Một con huyễn lan từ trong lùng cây đánh ra, tinh từ pháo liên tục bắn về phía Lý Diệu. Tốc độ của Lý Diệu không hề giảm, hắn không tránh không né, tấm chắn linh năng cứng rắn chịu đựng từng đòn công kích mạnh mẽ, trảm phong chiến đao gào thét bắn ra, chém huyễn lan thành hai mảnh. Xì xì. Hai con điện tiên nha xà từ trong bóng tối nhào ra, vô cùng nham hiểm cuốn lên mắt cá chân hắn tuy rằng nhanh chóng bị giẫm bạo nhưng trước khi chết chúng vẫn thả ra luồng điện lưu cao thế khiến cho động lực phù trận ở hai chân của huyền cốt chiến khải bị phá hoại nghiêm trọng bởi vậy tốc độ của lý diệu nhất thời chậm lại vòng vây do độc phong chiến toa và khôi lỗi chiến thú tạo thành càng ngày càng thắt chặt lại bỗng nhiên thân hình lý diệu lóe lên lập tức biến mất trên mặt đất ba con huyển lan nhào đến nơi lý diệu biến mất phát hiện ở sau một khối nham thạch được rêu xanh che kín có một hầm ngầm nhỏ Mấy chục khôi lỗi chiến thú lập tức chui vào trong động, cắt cao đuổi sát không buông. Chính chiếc độc phong chiến toa lập tức phong tỏa không trung, quản chế chặt chẽ tất cả dị động trong phương viên mấy ngàn mét. Cùng lúc đó, tin tức chiến đấu ở nơi này tập tức được gửi đến bác lãng hào. Hàm răng của con thỏ thứ ba này đúng là sắc bén. Ninh Phong nở nụ cười, thần niệm tung bay. Hai khẩu thái ớt lôi từ pháo lập tức thay đổi phương hướng, nhắm tới hướng đông nam bốn viên toàn tâm địa chấn lôi đã được nạp đầy linh năng chỉ cần động một cái là lập tức nổ tung vô cùng mãnh liệt nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha ầm 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 trong hang động lý diệu ẩn náu truyền đến tiếng nổ vang ngọn lửa mãnh liệt trào ra ngoài cửa động xông thẳng lên trời mặt đất liên tiếp sụp đổ một nửa hang động phía trước hoàn toàn đổ nát mấy chục con khôi lỗi chiến thú không kịp phản ứng phần lớn đều gặp phải hủy diệt số ít hôn mê rồi nhanh chóng bị vùi lấp ở sâu dưới lòng đất. Trên màn sáng tại trung tâm chỉ huy, từng khối hình ảnh lần lượt đen thui. Lý Diệu đã sớm thiết kế một lượng lớn tinh thạch nổ ở trong hang động, hắn muốn lập tức giải quyết số khôi lỗi chiến thú rất khó chơi này. Về phần bản thân hắn thì đã tiến đến một mặt khác của sơn mạch ngay lúc hang động bị phá hủy. Hang động này có tổng cộng 7 lối ra, thông tới các hướng khác nhau. Đây chính là nguyên nhân mà Lý Diệu lựa chọn nơi này để bố trí cạm bẫy. Trên tinh thạch chiến hạm bác lãng hào, con mắt ninh phong hiếp lại, bắn ra ánh sáng nguy hiểm. Bốn viên toàn tâm địa chấn lôi gào thét bắn ra, lấy tốc độ nhanh như chớp tiếp cận lao thẳng về hướng đông nam. Dưới trạng thái tốc độ bằng một nửa tốc độ âm thanh, khoảng cách mười mấy km cũng chỉ gần trong gan tắc. Sàng sạc sàng sạc sàng sạc sạc. Toàn tâm địa chấn lôi cấp tốc xoay tròn, đâm sâu xuống dưới lòng đất nham thạch nứt toát âm thanh khoan mũi thâm nhập vào đất truyền vô cùng rõ ràng vào tai lý diệu khiến cho da đầu hắn tê rần trái tim rung lên tràn ngập khiếp sợ hắn không nghĩ tới ninh phong lại phản kích mãnh liệt như vậy đối phương vậy mà lại có thể nắm bắt vị trí và góc độ tinh chuẩn bốn viên toản tâm địa chấn lôi vừa vặn bắn tới bốn phương chung quanh hắn bao vây hắn vào giữa lý diệu đột nhiên điên cuồng hét lên sau đó lập tức gia tốc đột phá trái phải ở trong hang động chật hẹp gồ ghề chạy như điên tới một lối ra gần nhất tinh khải mạnh mẽ va chạm vào nham thạch bắn ra tia lửa văng gấp nơi nhưng hắn không rảnh để ý tới rầm 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 bốn tiếng nổ vang nặng nề truyền ra bám theo ở ngay sau gáy hắn sóng nhiệt giống như biển gầm đuổi sát theo thân hình hắn hang động phía sau lần lượt đổ nát sóng trùng kích gào thét bắn tới triệt để nuốt chửng lý diệu cho dù có tinh khải và giới tử trang phục chiến đấu bảo vệ những hắn vẫn phun ra một nguồn máu tươi xương sống gần như gãy vỡ vô cùng đau đớn a à. mắt lý diệu như muốn nổ tung há to mồm phun ra một nguồn trọc khí tránh cho ngũ tạng lục phủ bị sóng trùng kích gây chấn thương trong chớp mắt trước khi hang động hoàn toàn đổ nát thân thể hắn đã lao ra ngoài cửa động Phốt. một đám bụi khổng lồ lao theo sau hắn độc phong chiến toa trên bầu trời lập tức phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Chính chiếc độc phong chiến toa bay kiềm chế hắn lại ở khoảng cách vừa phải, một bên phun ra phi kiếm, một bên truyền tin tức hình ảnh về trên bát lãng hào. Lần này, Ninh Phong lại tăng thêm hai khẩu thái ớt lôi từ pháo. Tổng cộng tất cả bốn khẩu thái ớt lôi từ pháo nhắm vào Lý Diệu. Mặc dù cách xa mấy 10 km, Lý Diệu vẫn cảm thấy thân thể như bị tĩnh điện lượng quanh, cảm giác dựng tóc gáy, móng tay hắn đột nhiên nổ tung. Bạch, 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 bạch. Bốn quả lôi cầu cắt phá trời cao, xuyên thẳng qua khoảng cách mười mấy km, liên tiếp nổ ở xung quanh hắn. Ninh Phong thật không hổ là ngự hạm sư vô cùng đáng sợ, vị trí công kích ở rất gần Lý Diệu. Lý Diệu không thèm nhìn lại, hắn tăng tốc độ lên cực hạn, hóa thành một tia sáng màu đen len lỏi qua rừng rậm. Quy lực của các loại pháp bảo như phi kiếm, tinh từ pháo, Thái ớt lôi từ pháo vô cùng mạnh mẽ, sau lưng hắn liên tiếp lóe ra những quả cầu ánh sáng đủ màu. Núi cao đang rung rẩy, rừng rậm đang thiêu đốt. Có vài lần lôi cầu kia sượt qua bên cạnh người hắn. Thậm chí là triệt để nuốt chửng hắn. Nhưng Lý Diệu vẫn vung vẩy trảm phong chiến đao chém lôi cầu thành hai nửa, giết ra con đường tràn ngập máu lửa. Cuộc truy sát kinh tâm động phách và lưu vong khiến trung tâm chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh trên trán tất cả mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh lỡ mà có đau mắt thì họ cũng không nở nháy mắt dù chỉ một lần cho tới hiện tại không ít người đều ý thức được nửa tháng trước khi trong cuộc thi đấu phi tinh cầu lý diệu không phải nhờ may mắn thủ thắng huyền cốt chiến khải đúng là một kiện tinh khải có tính năng trắc việt rất đáng tin cậy đủ khả năng sử dụng trong thực chiến thượng quan người điều khiển kiện tinh khải này đúng là một tên tu chân giả luyện khí kỳ sao sẽ không phải là một thủ hạ vương bài khải sư trúc cơ kỳ của ngươi đang điều khiển nó chứ nhâm tinh bắt cao mày lại trừng mắt nhìn thượng quan sách mặt thượng quan sách vẫn không hề có chút cảm xúc nào vẫn bình tĩnh uống trà nhưng lý diệu lại không giống nhẹ nhõm giống như bề ngoài nếu chỉ có chính chiếc độc phong chiến toa vây quanh thì hắn cũng không để ý thậm chí hắn còn rất có lòng tin vào bản thân thái ớt lôi từ pháo không bám dai như đĩa nhưng nó lại là uy hiếp lớn nhất nếu lỡ bị bắn trúng một pháo thì tất cả tấm chắn linh năng của huyền cốt chiến khải khẳng định xong đời, khi đó sức chiến đấu của hắn ít nhất sẽ bị hạ thấp 3 phần 10. Huống chi, theo thời gian từ từ trôi qua, mười mấy phút sau, liệt thiên chủ y cự pháo sẽ hoàn thành bổ sung linh năng, có thể bắn ra phát thứ hai. Lý Diệu biết, liệt thiên chủ y cự pháo tổng cộng có hai loại hình thức công kích. Đầu tiên là tập trung linh năng, công kích vào một điểm. Loại hình công kích thứ hai đó là công kích áp chế, hỏa lực của nó có thể bao trùm chu vi ngàn mét trấn áp tất cả sinh linh trong vòng mười mấy phút nếu như không cách nào chạy khỏi sự truy sát của đối phương vậy thì hắn liền xong đời lý diệu hét dài tốc độ tăng nhanh tấp tốc phóng đi về phía một ngọn núi chính chiếc độc phong chiến toa ở phía sau theo sát không nghỉ lôi cầu lại phá không bắn tới trong đó xen lẫn mấy viên toản tâm địa chấn lôi những mũi khoan lại xuyên xuống lòng đất chỉ chốc lát sau dưới lòng bàn chân lý diệu liền nổ tung rốt cục Lý Diệu cũng xông lên đỉnh núi. Phía trước có một thác nước to lớn cao tới mấy trăm trượng. Ào ào ào. Một tia thiểm điện mạnh mẽ giáng xuống. Trên vách đá, mười mấy viên cầu màu đen đang trôi nổi đột nhiên nổ tung, tất cả mọi thứ trong chu vi mấy trăm mét đều bị bao phủ ở trong lớp sương đen. Là Hắc chướng yên. Một người điều khiển độc phong chiến toa cấp tốc hô lên. Hắc chướng yên là chủng loại pháp bảo giống như bong khói, So với bom khói lại càng thêm nham hiểm, chứng khí mà nó thả ra trong thời gian dài thậm chí có thể tạo thành ô nhiễm nhất định đối với pháp bảo. Chỗ thác nước này là một trong những địa điểm lưu vong mà Lý Diệu đã lựa chọn kỹ càng từ sớm, ở trên vách núi này có chôn lượng lớn Hắc Chướng Yên. Bạch. Thừa dịp tầm mắt của Độc Phong chiến qua bị Hắc Chướng Yên ngăn cách, Lý Diệu liền thả người nhảy xuống thác nước, chìm vào dòng sông chảy xiết. Chính chiếc Độc Phong chiến qua rốt cục cũng phá được sự ảnh hưởng của Hắc Chướng Yên tuy nhiên lý diệu đã biến mất không còn tâm hơi trong tầm mắt của bọn họ ken 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 chính chiếc độc phong chiến toa liền kích phát pháp bảo trinh trắc đến cực hạn bọn họ lập tức phát hiện dưới lòng sông cách nơi này hơn ngàn mét xuất hiện một vật thể kim loại có nhiệt độ cao hơn so với nước sông đang di chuyển với tốc độ cao con sông này nằm ở phía đông nam khu vực diễn tập ở ngoài ngàn mét có vô số nhánh sông thông về bốn phương tám hướng trên tinh thạch chiến hạm bác lãng hào sắc mặt ninh phong trở nên đặc biệt khó coi hai mắt dường như muốn thả ra hai cái móc câu bay đến mấy mười km ở bên kia móc vào người lý diệu kéo hắn ra khỏi sông dù là ngự hạm sư thì lực tính toán của hắn vẫn có giới hạn Vừa rồi hắn mới phân ra một đám thần niệm khống chế thái ức lôi từ pháo và toàn tâm chấn địa lôi, bởi vậy thế tiến công vân vụ chiến khải cùng vạn kiếm chiến khải khó tránh khỏi phải suy yếu một chút. Kết quả là hai con thỏ gần trong gan tất này dưới tầng tầng vây bắt lại nhảy nhót tưng bừng giống như là đang cười nhạo hắn. Trong nháy mắt, Ninh Phong lập tức tỉnh tâm. Tiểu đội độc phong thứ tư tiếp tục tìm kiếm khu vực thủy lưu hướng đông nam, tranh thủ truy đuổi theo dấu chân đối phương. Nhớ kỹ không cần phải áp sát quá gần, đối phương có năng lực phản kích nhất định, ta không muốn lại bị hắn đánh rơi chiếc độc phong chiến qua thứ hai. Độc phong chiến toa bị hư tổn rơi xuống mà người điều khiển không bị thương thì triển khai duy tu ngay tại chỗ. Nếu như không cách nào bay lên, hãy ở tại chỗ đợi mệnh. Hiện chúng ta không có lực lượng dư thừa để tới cứu viện. Tiểu đội độc phong chiến toa thứ bảy đi tới khu vực thủy lưu hướng Đông Nam, triển khai tìm kiếm tất cả sông suối. Nhớ kỹ, nhiệt độ và phản ứng của kim loại đối phương đều có thể che đậy. Các ngươi không cần quan tâm đến tinh thạch tiêu hao, hãy sử dụng hỏa lực phạm vi lớn, trinh sát không gián đoạn để ép đối phương từ trong cống ngầm đi ra. Các tiểu đội độc phong chiến toa còn lại toàn lực ứng phó, trước tiên phải bắt giữ hai con thỏ này. Tiểu đội thứ tư, rõ. Tiểu đội thứ bảy, rõ. Chính chiếc độc phong chiến toa xoay quanh một vòng giữa không trung, vững vàng khóa chặt từng bước di chuyển của điểm sáng nhỏ đang không ngừng nhảy lên trên màn sáng, sau đó triển khai đuổi bắt. Năm phút sau khi bọn hắn rời đi. Rầm, một kiện tinh khải ướt nhẹp đột nhiên chui ra từ bên trong thác nước. Đây chính là lý diệu. Ngay trong khoảnh khắc khi nhảy xuống thác nước, hắn đã mạnh mẽ va chạm vào nham thạch, tiến vào trong thác nước, tứ chi vững vàng bám chặt lên nham thạch ở phía sau thác nước, sau đó lập tức đóng hết toàn bộ phù trận của huyền cốt chiến khải. Nếu là một khải sư khác ở trong tình huống bị mất đi động lực thì tuyệt đối không thể chống lại lực xung kích vô cùng mạnh mẽ của thác nước chỉ có lý diệu với lực lượng vô cùng lớn mới có thể nghiến răng kiên trì. Ngay sau đó, hắn phát động một pháp bảo được giấu dưới đáy thác nước từ trước. Cái pháp bảo này không có thần thông đặc biệt gì, chỉ là được điêu khắc mấy tòa động lực phù trận, lý diệu có thể điều khiển nó di chuyển đi, từ xa nhìn xuống dòng nước tán loạn chỉ có thể nhận ra phản ứng yếu ớt của kim loại và nhiệt độ mà thôi. Đây xem như là một loại phân thân đơn giản. Hắn đã luyện chế ra vài cái phân thân giống như vậy, dùng để làm vũ khí bí mật trong quá trình chạy trốn. Mỗi một phân thân ít nhất có thể tranh thủ cho hắn một giờ đồng hồ. Có điều, hắn không dự định dùng một giờ này để chạy trối chết. Hắn khổ sở bố trí ra tất cả những thứ này, đồng cố ý bại lộ hành tung dẫn đến công kích túi bụi của đối phương, suýt chút nữa là bị thái ớt lôi từ pháo đánh đến ngất ngay, đương nhiên không phải là muốn nấp trong góc tối mà rung lẩy bẫy như chuột. Bản năng của hắn là săn giết, là tiến công lý diệu khẽ mỉm cười liếm liếm đôi môi nhún máu bay lên trên thác nước khởi động hình thái tìm hành hướng về khu rừng ban đầu hắn ẩn nấp chiếc độc phong chiến toa bị hắn đánh rơi đang ở phụ cận nơi này năm phút sau từ trong đầm nước đen ngòm kia lý diệu đã mò ra phù du tiếp tế hòm độc phong chiến toa bị hắn đánh rơi lúc trước vẫn ở mấy ngoài trăm thước trong rừng rậm tràn ra khói đen nồng nặc điều này giúp hắn vẫn nhìn rõ nó dù ở trong màn đêm lý diệu ngừng thở tìm hành tiến tới. Tinh nhãn có độ nhận diện siêu cao xuyên thấu qua chặt cây, khóa chặt độc phong chiến toa đang bốc cháy cuồn cuộn. Ở đó còn có một vật thể hình người đang bận rộn xoay quanh bên ngoài độc phong chiến toa. Nhìn dáng dấp thì đây chính là người điều khiển độc phong chiến toa đang tiến hành duy tu. Lý Diệu có lòng tin rất lớn đối với lực công kích của mình, hắn đã đánh nổ toàn bộ hệ thống động lực của độc phong chiến toa. Nếu như không có linh kiện hoàn toàn mới để thay thế thì rất khó để sửa lại. Lý Diệu xuề bàn tay, một con khôi lỗi chiến thú kiểu nhện chỉ to bằng bàn tay vô thanh vô tức chui vào trong bụi cỏ, bò về phía người điều khiển chiến toa phía trước. Trong cơ thể loại khôi lỗi nhện nhỏ này có một dịch nang, tồn trữ thuốc mê rất mạnh. Thông qua thủ đoạn dùng cao áp bắn tới, hoàn toàn không cần tiếp xúc với đối phương, nó vẫn có thể tiêm thuốc mê vào trong người đối phương ở khoảng cách từ 3 đến 5 mét. Một lát sau, sâu trong rừng rậm truyền đến một tiếng trên, tên điều khiển chiến toa kia đã ngã xuống đất. Lý Diệu nhẹ nhàng huyết sáo, thân thể hắn giống như khỉ, linh xảo chuyển động qua từng chạc cây, nhảy vọt tiến đến phía trên độc phong chiến toa. Hắn mở phù du tiếp tế hòm, lấy ra từng kiện pháp bảo trực rỡ muôn màu cùng các loại công cụ, chuẩn bị thực hiện một kế hoạch lớn. Lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một âm thanh yếu ớt, người điều khiển chiến toa kia chính là một tên trung úy, nên tất nhiên hắn sẽ là một người tu chân, lượng thuốc mê đủ để đánh ngất một con voi lại chỉ có thể khiến hắn hôn mê nửa phút lông mày lý diệu nhướng lên hắn lấy ra một viên kim loại từ trong phù du tiếp tế hòm dán lên trên của vị trung úy này vị trung úy kia than nhẹ một tiếng tay chân lỏng lẻo giống như bại liệt chỉ có hai mắt là trợn tròn dân trào ra sự mê man không hiểu sau đó lại dần dần toát ra vẻ phẫn nộ loại pháp bảo cấm chế kiểu mới nhất này có thể thả ra dòng điện đặc thù trực tiếp kích thích trung khu thần kinh của sinh vật phong tỏa tứ chi cử động chỉ có đoạn thân thể từ cổ trở lên là có thể tự do hoạt động tuyệt đối hữu hiệu đối với người tu chân có tu vi từ trúc cơ kỳ trở xuống lý diệu lại lấy ra một mảnh kim loại kề sát ở yết hầu vị trung úy này lạnh lùng nói mặc dù là diễn tập nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình ta có một vạn phương pháp không để lại vết thương và di chứng trên thân thể ngươi nhưng lại có thể cho ngươi thưởng thức được thống khổ tàn nhẫn nhất thế gian nếu người không muốn chịu thì hãy nói theo ta Số 405 báo cáo, phản trọng lực phù trận số 2, số 5 và số 7, cùng với hệ thống động lực chủ gặp phải hư tổn nghiêm trọng, hiệu suất chuyển hóa linh năng bị hạ thấp, tinh thạch sắp tiêu hao hết, không cách nào duy trì phi hành và chiến đấu thời gian dài, thỉnh cầu trở lại tiến hành toàn diện duy tu." Nhanh nói. Vị trung úy kia nghe vậy liền sững sờ, con người hắn xoay chuyển vài vòng, hiện ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Một lát sau, hắn ý thức được tình cảnh của bản thân, ánh mắt biến thành kiên định lạ thường, cắn răng nói. Ngươi hãy bỏ ý nghĩ này đi. Bất luận ngươi muốn làm gì, tuyệt đối ta sẽ không phối hợp. Lý Diệu hừ lạnh. Đừng tưởng rằng đây là diễn tập mà ta không dám động thủ. Mặc kệ diễn tập hay thực chiến, thân là quân nhân của liên bang, ta đã sớm chuẩn bị kỹ kết cục tan xương nát thịt, coi như hôm nay rơi vào trong nanh vuốt yêu thú, lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ thì ta cũng sẽ không để mặt cho kẻ địch định đoạt muốn tra tấn ta, vậy thì phóng ngựa đến đây đi, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, cho ngươi biết quân nhân thiết cốt của liên bang. Có điều ngươi không có bao nhiêu thời gian đâu, tuy rằng không biết ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì khiến người của chúng ta để ngươi lọc lưới, nhưng chẳng bao lâu nữa, chắc chắn bọn họ sẽ quay lại. Nếu như ngươi muốn lãng phí thời gian ở trên người ta thì rất tốt, ta tiếp tới cùng. Lý Diệu lặng yên nhìn chầm chầm vị trung úy trước mặt tuy rằng vị trung úy này chỉ là một người tu chân luyện khí kỳ cấp thấp lại rơi vào trong tình cảnh bị pháp bảo áp chế hoạt động thân thể thế mà vẫn không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn hắn lý diệu đột nhiên nở nụ cười lấy mảnh kim loại kề ở yết hầu trung úy kia xuống kề sát ở trên yết hầu của bản thân can đảm lắm lý diệu nói cũng có một chút đầu óc trung úy ngơ ngác thanh âm của đối phương bỗng nhiên biến hóa cách nói chuyện và tiết tấu âm điệu của người này rất tương tự mình. Ngay cả lời nói cuối cùng có một âm rung lên đặc biệt cũng đều bị đối phương hoàn toàn mô phỏng ra. Đây là pháp bảo mới được luyện chế ra trên hội chợ pháp bảo năm nay, tên là Nghĩ Âm Mảnh, đang ở trong giai đoạn thí nghiệm, ta cảm thấy thứ này rất thú vị nên đã mua một cái. Chỉ cần lấy được đầy đủ âm thanh, nó liền có thể mô phỏng ra bất kỳ ngữ tuyến, ngữ điệu và tiết tấu nói chuyện của đối phương. Vì lẽ đó, vừa nãy ngươi thực sự không nên nói nhiều như vậy. Ở dưới sự giúp đỡ của nghĩ âm mảnh, Lý Diệu tiếp tục dùng âm thanh của vị trung úy để giải thích, hắn càng nói càng tương tự thanh tuyến và khẩu âm của vị trung úy kia, đến cuối cùng đã làm được giống như đúc, hoàn toàn phân biệt không được sự khác nhau. Lý Diệu vỗ vỗ bả vai của đối phương, sau đó liền đi về phía độc phong chiến toa. Hắn vòng quanh chiến toa, đâm chiêu quan sát trăm ngàn lỗ thủng ở vỏ ngoài và hệ thống động lực đang cháy hừng hực của độc phong chiến toa vị trung úy kia sửng sốt nửa ngày mới giận dữ hỏi coi như ngươi có thể mô phỏng âm thanh của ta thì thế nào chiếc độc phong chiến toa này đã bị ngươi tự tay đánh nổ hệ thống động lực hư hỏng hơn phân nửa không có linh kiện thích hợp thay thế thì căn bản không thể bay lên được ngươi nói không sai tay trái của lý diệu mang theo găng tay duy tu lưỡi dao trong tay phải tung bay hóa thành mấy chục đường sáng hắn lấy ra lượng lớn linh kiện chiến toa từ trong phù du tiếp tế hòm thậm chí còn lấy ra bốn linh kiện phun ra động lực đơn nguyên loại nhỏ. Hít sâu một hơi, tâm tư Lý Diệu thay đổi thật nhanh, lực tính toán của hắn cấp tốc gia tăng, thần hồn hắn tiến vào trong thế giới luyện khí huyền diệu khó hiểu. Độc Phong chiến qua thủng trăm ngàn lỗ phía trước đã hoàn toàn phân giải thành trụ những linh kiện trụ cột nhất trong mắt hắn, dần dần dung hợp lại với những linh kiện hắn mang đến. Nửa phút sau, mắt Lý Diệu lóe sáng, hai tay hắn liên tục hoạt động vừa nghe thấy tiếng kim loại ma sát liên tiếp vang lên thì Độc Phong chiến toa đã hoàn toàn phân giải ra. Công việc duy tu động lực phù trận và hệ thống phản trọng lực vốn không phức tạp. Vấn đề chân chính đó là làm sao hắn có thể tiến vào trong khoang điều khiển của Độc Phong chiến toa. Buồng lái của Độc Phong chiến toa vô cùng nhỏ hẹp, lại còn bị các loại pháp bảo và hệ thống điều khiển lấp đầy, hắn đang mặc tinh khải trên người nên không thể chen vào được. Dĩ nhiên hắn có thể đặt huyền cốt chiến khải ở trong cabin rộng lớn của độc phong chiến toa nơi này vốn dùng để chứa năm con khôi lỗi chiến thú nên có thể thừa sức chứa một bộ tinh khải tuy nhiên nếu làm như vậy thì phản ứng của hắn sẽ rất trì độn vạn nhất đối phương đột nhiên tập kích rất có khả năng hắn sẽ không đủ thời gian mặc tinh khải vào lý diệu nhất định phải cân nhắc đến trường hợp khi kế hoạch thực hiện được một nửa thì bị người khác nhìn thấu hắn tập trung tinh thần sốt sắng cải tạo đầu tiên là khẩn cấp duy tu hai tòa phản trọng lực phù trận, tiếp theo là để động lực đơn nguyên mới tiến vào trong độc phong chiến toa, thông đạo vận chuyển linh năng được xây dựng lại xong xuôi. Sau đó mở rộng buồn lái ra, hai bên của vỏ ngoài đều được nhấc lên, khoang điều khiển bị dở xuống, vứt qua một bên, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng ngồi vào. Nhưng mà nhất định sẽ tạo nên ảnh hưởng tới trọng tâm của độc phong chiến toa. Thêm vào trọng lượng của tinh khải thì phía trước chiến toa lại thực sự quá nặng có điều lý diệu lại không có thời gian đi điều chỉnh trọng tâm hắn chuẩn bị lấy kỹ thuật điều khiển cao siêu để che giấu việc này vẻ ngoài của độc phong chiến toa sau khi hoàn thành cải tạo thoáng có chút sai biệt với độc phong chiến toa chân chính tuy nhiên dưới sấm vang chấp giật mưa to gió lớn cộng với đêm tối thì sự chú ý của đối phương đương nhiên chỉ tập trung ở trên tinh khải sẽ không cẩn thận quan sát đến ngoại hình của một chiếc độc phong chiến toa ở phe mình Vị trung úy bị bắt nhìn thấy kỹ xảo cải tạo duy tu như thần của Lý Diệu thì bị chấn động đến mức nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng nhìn thấy có người hoàn thành duy tu một chiếc độc phong chiến toa bị hư tổn nghiêm trọng như vậy chỉ trong nửa giờ, thậm chí đối phương còn tiến hành cải tiến hoàn toàn mới. Lúc này hắn mới chú ý tới, không ngờ ở trong phù du tiếp tế hồng của Lý Diệu lại có rất nhiều linh kiện chiến toa, thậm chí bao gồm cả động lực đơn nguyên, ánh mắt mới vừa rồi còn vô cùng kiên định của vị trung úy đã trở nên vô cùng hoảng hốt. Cảm giác kinh hoàng khiến toàn thân hắn run rẩy. Hắn ý thức được đối phương không phải là lâm thời nảy lòng tham. Mà là từ khi diễn tập còn chưa bắt đầu, đối phương đã quyết định đánh rớt một chiếc độc phong chiến qua, sau đó chữa trị nó, điều động nó trà trộn vào trong tinh thạch chiến hạm. Vị trung úy kia lắp ba lắp bắp hỏi. Ngươi ngươi thật ra là muốn làm gì? Làm gì? Lý Diệu vẫy vẫy hai tay đang sưng đỏ, bốc hơi nóng muốn sắp lột da, lạnh nhạt trả lời. Dĩ nhiên là đi cướp đoạt một chiếc tinh thạch chiến hạm. 4 giờ sáng 47 phút chính là thời khắc trời tối đen nhất trước khi ánh bình minh ló rạng. Trên tinh thạch chiến hạm bác lãng hào, vẻ mặt hạm trưởng Ninh Phong bình tĩnh như nước nhưng trong lòng hắn lại thoáng thở vào nhẹ nhõm. Trình độ cường hãn của tinh khải vô định hình vượt ra ngoài dự liệu, không chỉ một bộ tinh khải thể hiện ra năng lực phản kích cường hãn, ẩn núp ở vùng thủy lưu phía đông nam kia. Mà ngay cả hai kiện tinh khải sớm bị hắn khóa chặt từ trước, khi cùng đường mặt lộ cũng bùng nổ ra năng lực kinh người, triển khai tuyệt địa phản kích, khiến cho hắn tổn thất hơn trăm con khôi lỗi chiến thú và năm chiếc độc phong chiến toa. Có điều, tất cả cuối cùng cũng coi như trở lại quỹ đạo bình thường. Ba phút trước, vân vụ chiến khải bị liệt thiên chủ y cự pháo bắn trúng chính diện, trung tâm chỉ huy phán định là đánh nổ ngay tại chỗ mà vạn kiếm chiến khải sau khi tiêu hao hết toàn bộ phi kiếm, phản kích đánh rơi ba chiếc độc phong chiến toa rồi bị bắt sống. Lúc này cách thời điểm xuất phát vẫn chưa tới 4 giờ đồng hồ, hai kiện tinh khải vô định hình đã hoàn toàn bị trấn áp. Chẳng mấy chỗ mưa gió sẽ hết, uy lực của huyền quan trinh trắc sẽ được phát huy ra toàn bộ, đến khi đó ngay cả một con châu chấu cũng không thể chạy trốn khỏi sự tìm kiếm của hắn. Số 405 báo cáo, phản trọng lực phù trận số 2, số 5 và số 7, Cùng với hệ thống động lực chủ gặp phải hư tổn nghiêm trọng, hiệu suất chuyển hóa linh năng bị hạ thấp, tinh thạch sắp tiêu hao hết, không cách nào duy trì phi hành và chiến đấu thời gian dài, thỉnh cầu trở lại tiến hành toàn diện duy tu. Đúng lúc này, tiểu đội trưởng của Độc Phong thứ tư phát ra thỉnh cầu. Trên tinh thạch chiến hạm Bác Lãng Hào có hai cái phương tiện duy tu, chuyên môn dùng để tiến hành kiểm tu cho những chiến toa vũ trang và khôi lỗi chiến thú rất nhiều độc phong chiến toa bị hao tổn trong ác chiến kéo theo khói đen nồng nặc trở lại bên trong chiến hạm. Yêu cầu trở lại này thậm chí không cần trải qua hạm trưởng Ninh Phong chấp thuận, liền được chủ quản tiểu đội chiến toa, phó hạm trưởng thông qua. Đồng ý 405 trở lại, xin mời từ bong tàu số 6 tiến vào mẫu hạm. Một đêm sấm chớp và mưa to rốt cục sắp kết thúc, mưa rào tầm tả dần biến thành mưa bụi. Hai kiện tinh khải bị cấm chế điện từ áp chế, thông qua phản trọng lực huyền quan chậm rãi hút vào trong tinh thạch chiến hạm. Ánh dương sắp lên, trên chiến hạm tràn ngập tiếng hoang hô, toàn bộ quan binh trải qua một đêm thần kinh căng thẳng, ở thời điểm ánh bình minh hiện ra, trong tâm thần bọn họ đều xuất hiện từng tia thả lỏng. Lúc này có một chiếc độc phong chiến toa rách rưới, trung rẩy bay về phía bác lãng hào. Vẻ ngoài nó thủng trăm ngàn lỗ, thê thảm tới cực điểm. Quanh thân chiến toa lượng lờ khói đen nồng nặc, màu sắc của đuôi lửa trở nên trắng bệch vừa bay vừa phát ra tiếng nổ vang, đùng đùng, thỉnh thoảng lại có một tòa động lực phù trận hoặc là phản trọng lực phù trận nổ tung, phát ra hoa lửa bảy màu. Nó bay rất chậm, giống như người già gần đất xa trời, rất khó khăn tất bước. Dường như nếu nó nhanh hơn chút nữa thì sẽ bị nát vụn, giải thể trên không trung. 5.000m, 4.000m, 3.000m Chiếc độc phong chiến toa rách rưới này từ từ tiếp cận tinh thạch chiến hạm, xuyên qua tấm trắng linh năng của chiến hạm. Tích, tích nó thông qua hệ thống đo lường phân biệt địch ta tấm chắn linh năng không hề ngăn lại cũng chẳng triển khai công kích thế nhưng ở trên phòng chỉ huy của tinh thạch chiến hạm bác lãng hào hạm trưởng ninh phong đang ngâm trong chất lỏng màu đỏ lại cảm nhận được sự khiếp đảm dường như có một thanh phi kiếm đột nhiên cắm vào trong lòng hắn không được ninh phong hoàn toàn biến sắc trực giác nói cho hắn nhất định có vấn đề Loại trực giác này vừa là kinh nghiệm hắn mài dũa trong quá trình chém giết mười mấy năm trên chiến trường, càng là bản năng hắn mang theo từ lúc sinh ra. Ngay khoảnh khắc vừa tiến vào khu vực diễn tập Ninh Phong từng sinh ra một luồng cảm giác mơ hồ vô cùng khác thường, cho nên trong tình huống không hề phát hiện manh mối mà thả ra 10 chiếc độc phong chiến toa triển khai tìm kiếm. Cuối cùng quả nhiên phát hiện ra một kiện tinh khải ẩn nút ở đó. Mà hiện tại, tín hiệu nguy hiểm này lại mạnh hơn hàng trăm lần so với vừa nãy có sát khí. Trong buồn chỉ huy hình con nhộng, bên trong chất lỏng màu đỏ dân trào ra lượng lớn bọt khí, đại não ninh phong cuồng cuộn nóng lên, mỗi một tế bào não đều điên cùng vận chuyển, vô số hình ảnh mở ra ở trước mắt hắn, quản chế mỗi một dị động ở bốn phía tinh thạch chiến hạm. Trầm. Nhưng vào lúc này, một tia thiểm điện dương nanh xé rách bầu trời, cả bầu trời được soi sáng giống như ban ngày. Đây có thể chính là một tiếng gầm thét cuối cùng của bão táp. Dưới sự chiếu rọi của thiểm điện, tất cả những thứ ẩn nấp bên trong độc phong chiến qua số 405 đang chậm rì rì bay tới tinh thạch chiến hạm vừa lúc bị Ninh Phong bắt lấy. Trong nháy mắt, trái tim Ninh Phong như hóa thành nham thạch lạnh lẽo, gân xanh từ huyệt thái dương lan tràn xuống khuôn mặt hắn. Hắn thậm chí không kịp thông báo quan binh trên chiến hạm, thần niệm đã lập tức bành trướng, ngàn vạn ý nghĩ kéo dài tới mỗi một góc của chiến hạm, tạm thời tiếp quản hết thảy vũ khí và hệ thống cảnh giới, cắt vào hệ thống thông tin liên lạc, lớn tiếng quát lên. 405, đây 001, lập tức đình chỉ tiến tới, ở tại chỗ đợi lệnh. Toàn hạm nghe lệnh, các hình thức tự động phân biệt địch ta, đổi thành nhân công khống chế, khóa chặt 405. Lặp lại lần nữa, khóa chặt 405. Toàn bộ độc phong chiến toa áp sát tới 405, chuẩn bị công kích. Bong tàu số 6, lập tức đóng cửa, khởi động cấm chế, hoàn toàn khóa kín. Ninh Phong liên tiếp phát ra mệnh lệnh khiến cho bầu không khí trên bát lãng hào trong nháy mắt trở nên cực kỳ căng thẳng, sau nửa giây yên tĩnh, toàn bộ quan binh lập tức hành động. Mà đúng lúc này, sau khi nghe được mệnh lệnh từ mẫu hạm, phần sau của độc phong chiến toa số 405 đột ngột tuôn ra một quả cầu lửa, tốc độ không giảm ngược lại còn tăng lên, tiếp tục áp sát về phía tinh thạch chiến hạm. 405 thất bại việc ngừng trong không trung, động lực phù trận số 2 nổ tung, không cách nào hạ thấp tốc độ, thỉnh cầu ngăn cản đồng thời tiến hành kéo về. Tần số truyền tin truyền đến âm thanh mà tất cả mọi người phi thường quen tai. Ninh Phong khẽ mỉm cười. 405, xin mời duy trì quỹ tích bay, việc ngăn cản sẽ được thực hiện ở 2,7 giây sau. Lời nói còn chưa dứt, thần niệm của hắn đã tràn vào tinh phiến khống chế hai cổ thái ớt lôi từ pháo, linh năng lập tức được kích phát, bắn ra hai viên điện từ lôi cầu, bắn thẳng về phía độc phong chiến qua số 405 toàn hạm nghe rõ, khóa chặt 405, nổ súng. Trong nháy mắt, tinh thạch chiến hạm bác lãng hào dường như biến thành một con nhím bao bọc trong những cây gai ánh sáng. Vô số cột sáng, chùm sáng đang xen, màn đêm đột nhiên biến thành ánh sáng chói lọi tỏa ra giữa trưa. Tình cảnh này khiến cho tất cả mọi người ở trung tâm chỉ huy thốt lên từng tiếng kinh ngạc. Hai lão tướng sa trường thân kinh bách chiến thượng quan sách và nhâm tinh bắc dường như đã phát hiện ra cái gì đó, Sắc mặt hai người đều trở nên đặc biệt nghiêm nghị, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Còn những quan quân phía dưới lại chỉ cau mày, đâm chiêu. Tất cả những người tu chân xung quanh càng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Ninh Phong lại bỗng nhiên triển khai công kích bảo táp nhắm vào một chiếc độc phong chiến qua rách rưới của phe mình. Nhưng một giây sau, nghi hoặc của bọn họ liền bị sự kinh ngạc thay thế. Vô số màn sáng đồng thời hiện ra cảnh tượng khó tin. Khoảnh khắc trước, Độc Phong Chiến Toa số 400 linh năm đang trong tình trạng sống dở chết dở, gần đất xa trời. Nhưng ngay khi Ninh Phong phát ra mệnh lệnh, từ phía sau Chiến Toa chợt bùng nổ ra đuôi lửa sáng hơn cả chục lần so với Độc Phong Chiến Toa bình thường, mà tốc độ của nó vô cùng nhanh nhẹn, trong nháy mắt cũng tăng lên gấp 10 lần. Thái ức lôi từ pháo, tinh từ pháo, phi kiếm tạo thành một tấm thiên la địa võng gió thổi không lọt, mà Độc Phong Chiến Toa lại như hóa thành một giọt nước, linh xảo tránh né giữa khe hở của hỏa tuyến vượt qua được bảo táp. Quỷ tích bay ác liệt đến mức tận cùng khiến cho tất cả mọi người sản sinh ảo giác, trước mắt dường như không phải một chiếc độc phong chiến toa mà là một siêu toa được chuyên môn tạo ra với tốc độ đáng sợ. Người điều độc phong chiến toa này thật ra là ai? Bên trong trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người đều ý thức được dị biến kinh người. Bắt đầu từ thời khắc này, trận diễn tập đã thoát ly khỏi quỹ đạo dự định, cuộc diễn tập này đang hướng tới một phương hướng mà không một ai trong bọn họ có thể nghĩ tới. Hô! Trên độc phong chiến toa số 405, cho dù có tinh khải và giới tử trang phục chiến đấu bảo vệ thì những bắp thịt của Lý Diệu vẫn hoàn toàn vạn vẹo. Từng động tác vượt qua cực hạn thân thể khiến cho hắn phải chịu đựng áp lực vượt qua 50 lần trọng lực, trước mắt như biến thành màu đỏ. Hắn muốn phát ra tiếng rít hưng phấn nhưng âm thanh ra tới miệng nhưng đã biến thành tiếng thở dốc trầm trọng mỗi một giọt máu tươi của hắn đều sôi trào lên mỗi một tế bào đều đang rít gào mỗi một cọng tóc gáy đều hóa thành cánh chim mềm mại hắn dường như đã biến thành hỏa điểu đang cháy hừng hực vèo 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 mấy chục thanh phi kiếm sượt qua bên cạnh ánh kiếm xuyên thấu sát ngoài của chiến toa độc phong chiến toa vốn đã thủng trăm ngàn lỗ gặp phải công kích bảo táp làm cho trình độ hư hại của chiến toa càng tăng lên gấp bội ầm ca rầm từng quả điện từ lôi cầu nổ tung xung quanh hắn, tuy rằng không trúng đích, nhưng hồ quang vẫn tiến vào cabin, theo khe hở của tinh khải đâm vào trong cơ thể hắn, khiến Lý Diệu đau đến nghe răng trợn mắt. Tuy nhiên thần hồn của hắn càng thêm phấn khởi. Có thể. Chúng ta nhất định có thể làm được. Chúng ta nhất định có thể xông tới. Lý Diệu điên cuồng gào thét, hai tay hắn tung bay, hệ thống điều khiển của độc phong chiến toa vừa phát ra từng nứt vỡ vừa né tránh với những động tác siêu khó khiến người ta hoa cả mắt. Trăng rắc. Trăng rắc. Trăng rắc. Độc phong chiến toa không phải được chuyên môn chế tạo nhằm vào tốc độ mà là được hắn cải tiến sơ sài nên đương nhiên là không chịu nổi những động tác cực hạn liên tiếp, âm thanh kim loại nứt vỡ liên tiếp vang lên. Đây chính là điềm báo của việc chiến toa sắp bị giải thể giữa không trung. Bốn cổ thái ớt lôi từ pháo vẫn trầm mặt, rốt cục cũng vững vàng khóa chặt lý diệu đồng thời bắn ra công kích bốn viên điện từ lôi cầu va chạm ở giữa không trung tạo ra một cổ lôi vân phong bạo cực kỳ mỹ lệ ngăn cản ở trước mặt hắn đến đây đi tầm nhìn của lý diệu hoàn toàn bị lôi vân phong bạo ngăn cản trong tụ linh trụy trước ngực và sâu trong não vực hắn đồng thời dân trào ra hai gợn sóng giống như núi lửa bạo phát vô cùng mãnh liệt đang xen vào nhau theo mạch máu và kinh lạc lưu chuyển quanh thân sau đó bắn ra từ sau lưng hình thành đôi cánh kim sắc dương nanh múa vuốt ở phía sau. ầm, uhm. Độc phong chiến toa tiến vào lôi vân phong bạo, trong nháy mắt nổ tung, biến thành một đóa hoa lửa giữa không trung. Mà ở trung tâm hoa lửa lại có một bóng người ác liệt nhảy ra. Quanh thân Lý Diệu có ánh sáng linh năng lóa mắt lượng lờ, dưới sự tăng cường của tinh khải nên chói mắt gấp 10 lần so với bình thường, đặc biệt là đôi cánh kim sắt dài đến 10 mét lại càng làm hắn giống như thiên thần hạ phàm, uy phong lẫm lẫm, phá cho ta trảm phong chiến đao cũng bị ánh sáng linh năng vây quanh lưỡi đao được kích phát ra dài đến hơn 5 mét mạnh mẽ chém vào lôi vân phong bạo lôi vân phong bạo bị chém ra một khe hở vèo huyền cốt chiến khải đột nhiên gia tốc lên xuyên qua lôi vân phong bạo nhanh chóng áp sát về phía tinh thạch chiến hạm lúc này lại có ba cổ thái ất lôi từ pháo tạo thành hình chữ phẩm bắn về phía lý diệu Thái ớt lôi từ pháo và tinh từ pháo đang nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, một lần nữa khóa chặt vị trí của hắn. Mấy chục chiếc độc phong chiến toa hung hãn nhào lên, làm ra dáng vẻ đồng quy vô tận. Thế tới của công kích vô cùng hung hăng hóa thành số liệu và đường nét ở sâu trong não vực của Lý Diệu liên tiếp. Sự linh hoạt của tinh khải xa xa vượt qua chiến toa, hắn có 7 phần 10 nắm chắc có thể tách ra ba viên thái ớt lôi từ pháo. Có điều cứ như vậy, tiết tấu nỗ lực của hắn sẽ bị quấy rầy mà thái ớt lôi từ pháo và phi kiếm lại có thể một lần nữa khóa chặt hắn. Thế tiến công như nước thủy triều sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai tới gần tinh thạch chiến hạm. Thành bại một phen, huyền cốt chiến khải, gắn chịu đựng. Lý diệu cắn răng, tụ linh trụy dường như nóng chảy thành trạng thái kim loại lỏng hòa vào trong máu thịt của hắn. Cảm ứng được vô số lão sư và sư huynh hò hét, thần hồn của Lý diệu bành trướng đến cực hạn, đôi sắc kim sắc gặp lại về phía trước, vững vàng bảo vệ toàn thân tấm chắn linh năng được kích phát hoàn toàn hắn muốn chống đỡ thái ớt lôi từ pháo sát 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 ngay trước khi ba quả điện từ lôi cầu sắp hợp lại huyền cốt chiến khải đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao hóa thành một mũi khoan chui qua một khe hở bé nhỏ không đáng kể ầm um, ca ba quả điện từ lôi cầu sượt qua huyền cốt chiến khải đồng thời nổ tung ở phía sau lý diệu trăm mét hồ quang như kim xà bay múa trong nháy mắt đuổi theo phía sau hắn tấm chắn linh năng lập tức bị xé nát. Huyền cốt chiến khải bị hồ quang kéo lấy, mỗi một tòa phù trận đều vang lên âm thanh nổ tung, mỗi một khe hở đều bốc lên từng luồng khói xanh. Nhưng nó vẫn nỗ lực chống lại. Lúc này Lý Diệu cách bông tàu số 6 không đủ 200 mét. Hắn đã tiến vào góc chết của thái ớt lôi từ pháo. Mười mấy quả điện từ lôi cầu sượt qua thân Lý Diệu liền lập tức nổ tung, hồ quang dương nanh múa vuốt nhưng lại không thể đụng tới nửa sợi lông của hắn, chỉ có phi kiếm và các tinh từ pháo loại nhỏ mới có khả năng công kích đến hắn. Thế nhưng đối với Lý Diệu và huyền cốt chiến khải da dày thịt béo, trình độ công kích như thế căn bản không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Cửa vào bong tàu số 6 ầm ầm hạ xuống, phong tỏa lối vào, cấm chế hoàn toàn kích phát. Ca Hai khẩu tinh từ pháo ở bả vai Lý Diệu đã thủ thế đợi sẵn. Ba bộ hỏa thần pháo sáu nòng xoay tròn cũng nhắm thẳng tới lối vào bị khóa kín. Bạo, Bạo. Bạo. Ba bộ hỏa thần pháo sáu nòng xoay tròn bắn ra từng luồng hỏa tuyến đỏ đậm, xanh lam và xanh lá khác nhau. Đây là linh năng đạn pháo mà Lý Diệu chuyên môn lựa chọn vì vỏ ngoài kiên cố của tinh thạch chiến hạm. Đầu tiên là bạo viêm đạn, ở trên được điêu khắc bột phá phù trận đặc thù, bên trong lại khảm nạm hỏa diễm tinh thạch cực kỳ không ổn định. Thứ hai là băng phong đạn, bên ngoài điêu khắc hàng băng phù trận, bên trong lại tồn trữ tinh lưu trạng thái lỏng có nhiệt độ siêu thấp, khi gặp phải không khí thì sẽ lập tức đóng băng toàn bộ chu vi xung quanh lạnh cùng nóng hai loại linh năng đạn pháo nhiều lần oanh kích ở một điểm đồng nhất hiệu ứng nhiệt độ tăng giảm nhanh chóng với cường độ cực kỳ cao trong nháy mắt sẽ khiến trở nên kim loại trở nên vô cùng yếu đuối cho tới loại thứ ba là đạn ăn mòn bên trong chứa đựng dịch ăn mòn nồng độ cao được mô phỏng theo kết cấu dịch của năm loại yêu thú do nhân công hợp thành trong chớp mắt đạn ăn mòn này tiếp xúc với mục tiêu thì vụ hóa trận ở vỏ ngoài liền hóa thành sương mù có tính ăn mòn siêu cường, sẽ nhanh chóng ăn mòn mục tiêu từ trong ra ngoài. Dưới sự tàn phá điên cuồng của của ba loại linh năng đạn pháo, phòng ngự phù trận bên ngoài cửa vào bong tàu số 6 nát vụn trong nháy mắt, cánh cửa dày đến nửa mét mà lại bị thủng trăm ngàn lỗ. Ngay sau đó, bả vai Lý Diệu có hai mặt trời nhỏ từ từ bay lên, tia sáng chói mắt gần như nuốt chững huyền cốt chiến khải vào. Sau hai tiếng đổ vang kinh thiên động địa, cửa vào yếu đuối đến cực điểm liền mạnh mẽ nổ tung. Đây không phải tin từ pháo phổ thông, mà là lý diệu lợi dụng linh năng cùng bạo tích trữ trong lô đỉnh phản ứng của huyền cốt chiến khải bắn ra công kích tinh từ pháo siêu cấp. Chỉ hai pháo này đã tiêu hao mất gần như một nửa linh năng trong lô đỉnh phản ứng. Bởi vì là trong nháy mắt linh năng tràn vào quá mức mãnh liệt khiến cho hai tinh từ pháo kiên cố sau khi kích phát ra một đợt công kích thì liền giặt dẹo, giáp vai của huyền cốt chiến khải bị phản lực đánh cho nát vụn. Hai tay Lý Diệu gần như sụi lơ. Tuy nhiên, bong tàu số 6 rốt cục cũng mở rộng. Lý Diệu điên cuồng hét lên, tất cả tinh từ pháo và ba bộ hỏa thần pháo 6 nòng xoay tròn đều bị quẳng đi, trên người hắn chỉ còn lại một thanh trảm phong chiến đao, tốc độ gia tăng đến cực hạn, thừa thế xông lên, xông lên bát lãng hào. Bên trong bong tàu số 6 hoàn toàn đại loạn vừa nãy phần lớn độc phong chiến toa đều bị thả ra, bên trong bông tàu số 6 chỉ còn lại 4 chiếc độc phong chiến toa. Trong đó hai chiếc vốn bị hư hại trong chiến đấu đang chờ đợi kéo đến bên trong xe duy tu. huống chi bên trong không gian nhỏ hẹp của buồng phi cơ hoàn toàn không thích hợp cho độc phong chiến toa phát huy. Hai chiếc độc phong chiến toa hoàn hảo không chút tổn hại lập tức thả khôi lỗi chiến thú ra, sau đó miễn cưỡng bay lên không trung. Nhưng bởi vì người điều động hai chiến toa kia quá mức hoảng loạn nên có một chiếc bị đụng vào trần nhà, tiếp theo lại đụng vào chiếc chiến toa còn lại, vô cùng chật vật hạ xuống mặt đất. Binh lính ở phụ cận bông tàu đồng loạt nhất lên linh năng thỉ bạo thương, phát động công kích chống lại. Phần lớn binh sĩ là người bình thường, chỉ có số ít mấy quan quân là người tu chân luyện khí kỳ cấp thấp. Thực lực của Lý Diệu đã tiếp cận luyện khí kỳ đỉnh cao, hơn nữa được tinh khải tăng cường, cho nên hắn có thể chiến một trận cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Lý Diệu xâm nhập bên trong chiến hạm chính là hổ vào bầy dê, những binh lính bình thường trên chiến hạm hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Xoạt! Xoạt! Trong chớp mắt khi tiến vào bong tàu số 6, Lý Diệu liền thả ra mấy viên hắc chướng yên cuối cùng. Mấy giây sau, toàn bộ bong tàu bị khói đen bao phủ. Đưa tay không thấy được năm ngón, lúc này, trong khói đen, âm thanh kêu rên của binh sĩ tiếng khôi lỗi chiến thú và tiếng tấm chắn linh năng bị phá vụn liên tục truyền đến. Năm phút sau, khói đen tản đi, hài cốt chất đầy trên đất, khắp nơi là một mảnh bừa bộn. Còn Lý Diệu lại biến mất không thấy tâm hơi. Trung tâm chỉ huy hoàn toàn rơi vào tỉnh mịch. Trước khi diễn tập bắt đầu, tất cả mọi người đều cho rằng chủ đề của cuộc diễn tập này là săn giết và lưu vong. Dù là hổ vương chiến khải thì dưới sự uy hiếp của liệt thiên chú y cự pháo và 10 khẩu thái ớt lôi từ pháo sợ rằng cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Có lẽ vài người đã đoán được Lý Diệu nhất định sẽ làm ra vài hành động điên cuồng. Lý Diệu là một kẻ tinh thông săn giết, đánh du kích, chắc hẳn hắn sẽ bố trí một ít trạm bẫy trong núi rừng, đỏ sức một ngày một đêm với người đuổi giết, làm thịt mấy chục chiếc độc phong chiến toa và hơn trăm đầu khôi lỗi chiến thú. Đây là tưởng tượng cực hạn của số ít người ngay cả nguyên mạng thu cũng không nghĩ tới lá gan của lý diệu lại lớn đến thế không ngờ hắn lại dám chiếm một chiếc độc phong chiến toa tiến vào bên trong mẫu hạm tinh thạch chiến hạm cái tên này quá điên cuồng độc phong chiến toa làm sao có khả năng linh xảo đến trình độ như thế thậm chí linh hoạt hơn cả siêu toa tính năng của huyền cốt chiến thải quả nhiên vô cùng khủng bố đã trúng phải nhiều công kích cộng thêm ba đợt công kích của thái ất lôi từ pháo nổ tung trong phạm vi trăm thước mà vẫn không thể hoàn toàn phá hủy nó chẳng những thế bộ tinh khải này lại vẫn có thể vận chuyển bình thường tiếng bàn luận xôn xao giống như từng dòng nước nhỏ đồng thời hội tụ sắp sửa biến thành hải dương náo động trong tiếng huyên náo sắc mặt thượng quan sách không có chút cảm xúc nhìn về phía lão hữu nói biến hóa này e rằng không nằm trong kế hoạch diễn tập nếu như tiếp tục đánh thì sợ rằng sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho tinh thạch chiến hạm người có muốn dừng diễn tập lại hay không cổ của nhâm tinh bắt vặn vẹo từng tấc trong mắt hắn bắn ra ánh sáng như viên đạn, gần từng chữ một. Không cần, ta tin tưởng Ninh Phong. Có điều, Thượng quan đến tột cùng là ngươi tìm tới con quái vật này từ nơi nào. Trên hạm kiều của tinh thạch chiến hạm bác lãng hào, vị hạm trưởng Ninh Phong đã không còn bộ dáng buồn ngủ, túy miêu nữa, hai mắt của hắn trợn lên lớn hơn so với bất cứ ai, mà mi tâm hắn lại xoắn thành một đoàn, giống như là con thứ ba mở ra. Túy miêu đang nghiến răng nghiến lợi, hóa thân thành một con mảnh hổ cùng hung cực ác. Đừng tưởng rằng ngươi lẻn được vào bên trong tinh thạch chiến hạm là có thể nháo long trời lỡ đất. Đây là lĩnh vực của ta, tất cả do ta làm chủ. Nhược điểm lớn nhất của tinh thạch chiến hạm chính là sức phòng ngự bên trong quá kém, một khi bị kẻ địch tiếp cận, ác sẽ rơi vào bị động. Đây cũng chính là nguyên nhân quân đội không muốn phái tinh thạch chiến hạm tiến vào u ám tuyệt vực đánh giáp lá cà với cường giả yêu tộc. Có điều, Ninh Phong thân là vương bài hạm trưởng của hạm đội thứ năm, hắn đã sớm lập ra phương án khẩn cấp đối phó đối với việc cường giả phe địch xâm nhập. Tinh thạch chiến hạm Bác Lãng Hào chở theo 300 binh lính tạo thành đội đột kích, trong đó bao gồm 20 người tu chân chiến đấu, tất cả bọn họ đều được trang bị pháp bảo cận chiến uy lực mạnh mẽ. Bình thường bọn họ vẫn chấp hành nhiệm vụ hạ xuống dưới mặt đất tập kích kẻ địch, trong tình huống khẩn cấp, bọn họ sẽ phụ trách việc liều mạng chiến đấu bên trong chiến hạm. Bằng vào một đội đột kích đội này đã đủ ngăn cản được một người tu chân luyện khí kỳ cao cấp mặt tinh khải trên người. Hơn nữa lại có thêm 100 con điện tiên nha xà, xem như không có bất kỳ sơ hở nào. Mạnh mẽ gánh chịu nhiều đợt công kích của thái ớt lôi từ pháo và phi kiếm như vậy, tấm chắn linh năng của ngươi nhất định bị phá hủy hoàn toàn, tinh khải cũng bị trọng thương, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có mặt ngoài hung hăng mà thôi. Nơi này là chiến hạm của ta, khắp nơi đều được bố trí tinh nhãn và pháp bảo dò xét, bất luận ngươi trốn đến đâu, không cần tới nửa khắc là sẽ bị ta tìm tới. Nhiều người và khôi lỗi chiến thú như vậy, dừng sức nặng thôi cũng đủ đè chết ngươi. Ở sâu trong não vực của Ninh Phong có vô số ý nghĩ điên cuồng chuyển động, từng mệnh lệnh không chút sai sót lần lượt được truyền xuống. Đột kích đội và toàn bộ khôi lỗi chiến thú tập kết trong khoang thuyền. Tất cả tinh nhãn và pháp bảo dò xét không ngừng dò xét mỗi một con đường trong chiến hạm nửa phút sau ninh phong vẫn không thể tìm ra được kiện tinh khải kia nhất định hắn đã lẻn vào trong đường ống thông gió hoặc là bên trong đường ống duy tu tinh thạch chiến hạm to lớn không gì so sánh được cho nên các loại hoàn cảnh vô cùng rắc rối phức tạp lý diệu vốn đã liều lĩnh tác chiến bằng khói độc và sương mù có tính ăn mòn cộng thêm kết cấu chiến hạm này chọn dùng là đóng kín bên trong có hệ thống tuần hoàn không khí khổng lồ và đường ống thông gió rắc rối phức tạp thậm chí hắn còn có thể tác chiến ở ngoài tầng khí quyển. Bên trong những đường ống này tuy cũng có lắp đặt tinh nhãn, nhưng số lượng lại rất nhỏ, không đủ để quản chế đến mỗi một góc của đường ống. Ngoài ra, muốn khởi động một tòa tinh thạch chiến hạm lớn như vậy hẳn phải có tới hàng ngàn, hàng vạn tuyến linh năng. Để cho tiện duy tu và giải nhiệt, những đường ống nối có đường kính vượt qua 2 mét không được trang bị tinh nhãn quản chế. Thật ra là hắn đã đi đâu? đầu óc ninh phong phi thường tỉnh táo bác lãng hào mạnh mẽ chính là dựa vào liệt thiên chù y cự pháo và thái ất lôi từ pháo còn binh lính trên chiến hạm có thể không cần tính đến một người tu chân trúc cơ kỳ duy nhất chính là ninh phong nhưng hắn lại là người tu chân quản lý cho nên không tin thông chiến đấu rất khó có thể chiến thắng một tên người tu chân chiến đấu luyện khí kỳ cao cấp đằng đằng sát khí đối mặt kình địch như vậy cho dù là ba năm người tu chân luyện khí kỳ cấp thấp xông lên e rằng cũng là chịu chết Ninh Phong đương nhiên sẽ không phạm sai lầm để đối phương tiêu diệt từng bộ phận như vậy. Đội đột kích và khôi lỗi chiến thú nhất định phải hợp thành đoàn, dùng số lượng tuyệt đối áp chế đối thủ. Tên này rốt cục có mục đích gì, lẽ nào hắn nghĩ bằng một kiện tinh khải rách tả tơi và một thanh phá đao là có thể đánh đổ một chiếc tinh hạm lớn sao? Trên trán Ninh Phong chảy ra mồ hôi lạnh. Mức độ giảo hoạt của kẻ xâm lớn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ninh Phong biết kẻ xâm lớn này nhất định có một kế hoạch trí mạng. Còn hắn chỉ có một cơ hội, đưa đội đột kích và khôi lỗi chiến thú đến địa phương chính xác để ngăn cản đối phương. Trong đầu Ninh Phong hiện ra tư liệu về kẻ xâm lấn mà hắn từng vội vã điều tra. Kền Kền Lý Diệu, cửa nhỏ lớn lên ở phần mộ pháp bảo nguy hiểm nhất, lòng dạ độc ác, am hiểu tìm hành, mai phục, ám sát, đồng thời là luyện khí sư xuất sắc nhất, đặc biệt đam mê luyện chế pháp bảo loại bột phá, bố trí cảm bẫy nổ tung liên hoàn trên ma giao đảo, hắn dùng chiến thuật trảm thủ. Trong cuộc chiến tại Thanh Trạch Thị Trấn, hắn tập kết 10 viên thiên lôi địa hỏa. Ở cuộc thi đăng ký luyện khí sư. Trong cuộc đua phi tinh cầu tại hội chợ Pháp bảo quân dụng, hắn ngụy trang tự bạo. Con mắt ninh phong hiếp lại. Hắn đã biết tên cùng ma muốn làm gì. Kền kền lý diệu, ngươi muốn lẻn vào chiến hạm, chơi một lần chiến thuật trảm thủ với ta. Ngươi hãy đến thử xem. Ninh Phong đang nghe truyện trên TV audio CV hơi suy nghĩ, 10 con rắn điện chui vào trong đường ống thông gió bông tàu số 6. Cùng lúc đó, pháp bảo do thám mở rộng phạm vi cảm ứng chiến hạm đến cực hạn. Những pháp bảo do thám này vốn dùng để quản chế xem tinh thạch chiến hạm có vận chuyển bình thường hay không. Tuy rằng không thể chuyển hóa tin tức thành hình ảnh, nhưng có thể cảm nhận biến hóa nhiệt độ cùng với gợn sóng đặc thù của vật liệu kim loại rất chính xác. Không tới nửa phút, Ninh Phong liền phát hiện một vật thể kim loại có nhiệt độ cao hơn so với xung quanh, cùng lúc đó, trong bông tàu số 6 phát hiện vật thể di động trong đường ống thông gió. Bắt được ngươi rồi. Ninh Phong đang muốn triệu tập đội biệt kích triển khai vây quét với đường ống thông gió thì trong lòng đột nhiên rung động, trực giác phát ra cảnh báo lần thứ hai. Phát hiện kẻ xâm lớn quá nhanh, hình như hơi dễ dàng thì phải. Đối phương trong tình trạng hoảng hốt lẻn vào chiến hạm không có lý do gì không che đậy được nhiệt độ và sóng kim loại kế hoạch gọn gàng như vậy thực sự không nên có kẻ hở chết người đến thế trầm ngâm trong chốc lát thần niệm ninh phong hướng về phía sau chiến hạm kích phát hệ thống cảnh giới trong khoang động lực đến cực hạn rất nhanh hắn liền phát hiện trong đường ống phía sau chiến hạm có một vật thể di động với tốc độ cao nhiệt độ so với môi trường xung quanh cũng cao lạ thường lẽ nào mục tiêu của đối phương là khoang động lực Nơi đây có động lực phù trận và phản trọng lực phù trận nên cần rất nhiều linh năng, trong này tồn trữ lượng lớn tinh thạch, lấy phong cách cùng ma của đối phương, rất có thể hắn đang chơi trò dương đông kích tây, mặt ngoài nhìn như muốn lẻn vào khoang điều triển, nhưng trên thực tế lại lẻn vào khoang động lực. Hắn là luyện khí sư, nói không chừng đã sớm chuẩn bị một số pháp bảo nổ tung, có thể làm nổ toàn bộ tinh thạch trong khoang động lực. Nếu hắn chiếm lĩnh khoang động lực rồi bố trí bom đến uy hiếp ta, muốn ngọc đá cùng vỡ với tinh thạch chiến hạm, vậy ta sẽ thất bại thảm hại. Nhưng, khoang điều khiển và khoang động lực đều có vật thể kim loại di động với tốc độ cao. Thật ra bên nào mới là thật? Nếu ở khoang động lực là bom khói, mục tiêu chân chính của hắn vẫn là khoang điều khiển, vậy ta nên làm gì? Thời gian cấp bách, trừ phi chia đội biệt kích và chiến thú làm hai đội, phân công nhau hành động, bằng không khẳng định chẳng thể nào cùng quan tâm đến hai bên nhưng đối mặt với kẻ địch như kền kền lý diệu ninh phong thực sự không dám chắc nửa đội biệt kích có thể chặn giết thành công suy nghĩ mãi cuối cùng ninh phong làm ra một quyết định mạo hiểm hắn chuẩn bị điều động 7 phần 10 đội biệt kích và khôi lỗi chiến thú tới khoan động lực 3 phần còn lại đều đến phòng thủ khoan điều khiển quyết định này không làm cho hắn bình tĩnh một chút nào ngược lại trái tim càng hung hăng chìm xuống dưới giống vô tình đặt chân xuống vực thảm cao vạn trượng vậy hắn luôn cảm giác mình quên thứ gì đó. Một cái giật mình khiến Ninh Phong bắt đầu chiếu lại hình ảnh vừa nãy quay trong chiến toa. Đó là hình ảnh trước khi Lý Diệu đột nhập vào chiến hạm. Phóng to, phóng to, không ngừng phóng to. Đến khi hình ảnh phóng to đến gấp 17 lần thì Ninh Phong phát hiện bên không huyền cốt chiến khải mang theo hai quả cầu kim loại to lớn, phía trên che kính động lực phù trận và hỏa diễm phù trận. Tài liệu trước đó về huyền cốt chiến khải không có hai thứ này tồn tại ở trong chiến đấu vẫn chưa thấy hai cổ pháp bảo này phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Từ góc độ khí động lực học mà nói, vỏ ngoài tinh khải không nên xuất hiện hai quả cầu kim loại như vậy. Đây là cái gì? Từ lúc mới bắt đầu, đối phương liền chơi một chiêu điệu hổ ly sơn, ở dưới đáy thác nước giấu giếm một loại pháp bảo nào đó tỏa ra nhiệt độ cùng gần sóng kim loại để dụ truy binh ra. Hai cái pháp bảo hình tròn này nhất định có cùng tác dụng, đó là làm phân thân của hắn. Nói cách khác, Hai vật thể kim loại trên khoang điều khiển và khoang động lực đều là giả. Tất cả tóc gáy Ninh Phong đều dựng lên. Tuy hắn nhìn thấu ngụy trang của đối phương, nhưng không hề có nửa điểm ung dung. Bởi vì hắn còn chưa đoán được, kền kền Lý Diệu đang ở chỗ nào. Trên tinh thạch chiến hạm, ngoại trừ khoang điều khiển cùng khoang động lực ra thì còn có mục tiêu nào có thể khiến một cái tinh khải bị phá hủy trong nháy mắt. Cơ hội chỉ có một lần, không thể tùy tiện hành động, nhất định phải giải quyết dứt khoát vấn đề. Giải quyết dứt khoát. Ầm. Uhm. Liệt Thiên Cự Pháo. Nếu không có cái ghế chỉ huy ràng buộc, Ninh Phong hầu như muốn nhảy dựng lên cao ba thước. Liệt Thiên Cự Pháo có thể phát ra công kích cấp bậc nguyên anh lão quái, đương nhiên linh năng tiêu hao là con số trên trời. Phía dưới Liệt Thiên Cự Pháo có thiết kế một kho đạn dược quy mô lớn, bên trong chứa đầy tinh thạch áp suất siêu cao. Những tinh thạch này dùng để phá hoại cùng hủy diệt càng thêm cuồng bạo và cực không ổn định so với tinh thạch trong khoang động lực. Bình thường phải ngâm chúng trong dung dịch có tính chất ôn hòa, mỗi khi lấy ra đều phải cẩn thận. Làm nổ kho đạn so với làm nổ khoang động lực càng thuận tiện hơn gấp trăm lần. Mà lực phá hoại lại không nhỏ chút nào. Liệt thiên cự pháo nằm ở trung tâm tinh thạch chiến hạm, một khi kho đạn bị làm nổ, nói không chừng chiếc chiến hạm sẽ bị cắt đứt từ trung tâm. Cho tới giờ khắc này, trung tâm chỉ huy vẫn giữ yên lặng, không có làm ra bất kỳ cái đánh giá và can thiệp gì, nhưng Ninh Phong lại phi thường rõ ràng, vô số con mắt đang nhìn chồng chọc vào bác lãng hào. Một khi đối phương thật sự lẻn vào kho đạn của liệt thiên cự pháo, hơn nữa lắp đặt xong pháp bảo gây nổ tung, trung tâm chỉ huy nhất định sẽ tuyên bố diễn tập kết thúc. Còn hắn đương nhiên là thưởng thức thất bại thảm hại chưa từng có từ đến trước nay. Hệ thống thông gió 394 đến số 413 tạm thời đóng. Đường ống 224 đến số 278 tạm thời đóng. Đội biệt kích lập tức đi tới chỗ liệt thiên cự pháo, chú ý đường ống thông gió và đường ống duy tu ở xung quanh kho đạn. Điện xà, lập tức triển khai tìm tòi mỗi một đường ống phía trên, không được buông tha bất cứ một góc nào. Thu hồi tất cả độc phong chiến toa và khôi lỗi chiến thú trên mặt đất, trở về tiếp viện bác lãng hào. Từng mệnh lệnh nối tiếp nhau liên tục được phát ra. Ninh Phong không quên phái ra 10 con điện xà đi theo dõi hai vật thể kim loại mới phát hiện. Tuy hắn khẳng định đó là phân thân của kẻ địch, nhưng có trời mới biết được đối phương bày ra món đồ quỷ quái gì bên trong hay không. Hiện giờ Ninh Phong đã coi kềnh kềnh Lý Diệu Thành đối thủ âm hiểm giả dối nhất, hắn cảm thấy mình đang đối mặt với một con đại yêu vô cùng hung ác. Rất nhanh hắn nhận được tín hiệu ở khu vực Liệt Thiên Cự Pháo, gần sóng linh năng ở đó có điểm kỳ lạ. Đó là hiện tượng khi có người đóng kín miệng đường ống rồi làm nổ tung bên trong, tạo ra nhiệt độ cao. Trong khoảnh khắc nổ tung, một cái tinh nhãn bố trí ở khúc của đường ống quay được bóng người lờ mờ trong ánh lửa. Trải qua tinh não phân tích thì đó chính là huyền cốt chiến khải. Rốt cục bắt được ngươi. Ninh Phong thực sự muốn hét lớn, phát tiết khoái ý trong lòng. Tuy đây chỉ là một cuộc diễn tập, nhưng nó căng thẳng hơn so với hết thảy chiến đấu trong dĩ vãng của hắn đều dường như đối phương ý thức được kế hoạch đã bị nhìn thấu nên nhanh chóng đột phá đường ống sửa chữa nhưng không gian bên trong đường ống duy tu rất chật hẹp lại có nhiều hướng giống như mê cung vì lẽ đó tốc độ di chuyển của đối phương vô cùng chậm chạp đội biệt kích cùng khôi lỗi chiến thú chạy tới liệt thiên cự pháo trước một bước tất cả điện xà chui vào bên trong đường ống phía trước và phía sau đường ống truyền đến tin tức điện xà bắt được tín hiệu hai cái pháp bảo tròn vo đây chính là phân thân của huyền cốt chiến khải lúc trước vừa nãy vật thể phản xạ ra nhiệt độ cùng gợn sóng kim loại chính là chúng có điều trong lúc điện xà dây dưa hai cổ phân thân này chợt nổ tung thả ra khói đen cuồn cuộn dấy lên ngọn lửa hừng hực trong cái bụng tròn vo của bọn chúng nhồi đầy bom khói và hỏa dược khói và nhiệt lưu theo đường ống thông gió xâm nhập các nơi trong chiến hạm nhất thời Trước sau chiến hạm cuồng cuộn khói đặc, từ từ hướng ra các khoang. Đại cục đã định thì trò mèo ấy cũng không thể cứu vãn được gì. Ninh Phong một bên mệnh lệnh tổ phòng cháy tiến vào đường ống dập lửa, một bên chỉ huy đội biệt kích chậm rãi thu hẹp vòng vây. Sau 5 phút, một con điện xà phát hiện ra huyền cốt chiến khải đang ẩn náu. Chiến đấu kết thúc ung dung hơn tưởng tượng. Mấy chục con điện xà cùng nhau tiến lên, đồng thời thả ra điện cao thế, bám chặt lấy đối phương. Trong đường ống đường kính 2 mét, vừa chật hẹp vừa gồ ghề, tinh khải đã biến thành một loại ràng buộc, dù cho đối phương có khả năng thông thiên triệt địa cũng không thể lao lên được bắt lấy điện xà. Huống chi còn có hơn trăm binh lính đội biệt kích cầm trong tay linh năng bạo thương, nhìn chầm chầm vào bên ngoài đường ống. Chỉ cần hơi có dị động là có thể đục thủng đường ống ra trăm ngàn cái lỗ. Quá trình đột nhập tinh thạch chiến hạm khốc liệt đã tiêu hao mất toàn bộ sức mạnh của huyền cốt chiến khải, Di chứng khi mạnh mẽ chống đỡ ba viên đạn của thái ớt lôi pháo hoàn toàn bạo phát vào đúng lúc này. Huyền cốt chiến khải không có tiến hành chống đỡ, chỉ chốc lát không kịp phản ứng đã khiến nó bị cuốn chặt. Mãi đến tận khi bốn đội viên đội biệt kích dùng cấm chế điện từ trói đối phương lại, Ninh Phong thông qua tin nhãn trên điện xà, nhìn thấy toàn cảnh huyền cốt chiến khải, hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, kiệt sức sụi lơ trong khoang thuyền chỉ huy. Rốt cục đã bắt được cái tinh khải thứ ba. Kênh, kênh Lý Diệu thực sự là một đối thủ đáng sợ. Nghe nói người này vẫn còn là một học sinh đại học, quả thật khó mà tin nổi. Tổ phòng cháy nhanh dập tắt lửa, thống kê tổn thất, chúng ta có nửa giờ nghỉ ngơi, còn một cái tin khải cuối cùng trước khi mặt trời mọc tranh thủ bắt lấy hắn. Lời này vừa ra khỏi miệng, Ninh Phong mới nhận ra có chỗ nào không đúng, hắn dương mắt nhìn thấy một tia ánh sáng màu đỏ bắn vào từ cửa sổ mạng tàu, giống như sàn nhà giấy lên hỏa diễm đỏ rực mặt trời đã mọc. Ninh Phong cười tự dẻo, tiếp tục nói. Kiểm tra huyền cốt chiến khải và người điều khiển có bị thương không, nhanh đưa đến khoan trị liệu, tuy nhiên đừng buông ra cấm chế, đội biệt kích duy trì cảnh giới, cẩn thận đối phương sử dụng hoa chiêu. Huyền cốt chiến khải mất đi động lực vẫn vô cùng kiên cố, mỗi một chỗ nối tiếp trên giáp trụ đều ăn khớp nhau, thành viên đội biệt kích thử mấy lần vẫn không thể mạnh mẽ mở ra. Cũng may họ dùng pháp bảo thăm dò sinh mệnh tiến hành quét hình, phát hiện hô hấp nhịp tim của khải sư bên trong vô cùng vững vàng chỉ là đã rơi vào hôn mê mà thôi nghĩ đến việc liên tiếp chiến đấu cường độ cao thứ tiêu hao không chỉ là linh năng của huyền cốt chiến khải mà còn có tinh thần cùng thể lực của khải sư tinh thần căng thẳng như dây cung trải qua thời gian chiến đấu kéo dài rốt cục cũng bị đánh gãy đối mặt với đối thủ kiên cường đến thời khắc cuối cùng như vậy khiến ninh phong liên tục thở dài tràn ngập kính ý nếu thân thể của lý diệu vẫn ổn định Ninh Phong liền mệnh lệnh đội biệt kích nhất Lý Diệu đến xe Duy Tu, dùng công cụ chuyên dụng bên trong xe Duy Tu để tháo dỡ tinh khải, chậm rãi mang người bên trong ra. Trong lúc này, cấm chế điện từ sẽ không được buông ra, Ninh Phong chắc chắn không xem thường những chi tiết này. Đúng lúc này. Xoạt. Trên huyền cốt chiến khải bỗng nhiên tuôn ra một tiếng nổ vang chói tai. Tiếp theo là một luồng khói đen như nước mực, bao phủ khoang thuyền trong nháy mắt, nuốt chửng hơn một nửa đội biệt kích đi vào đường đi trong ống thông gió vô cùng chật hẹp, đội biệt kích căn bản không có chỗ để trốn, cho dù là ở bên ngoài thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khói đen như thủy triều ập đến. Có điều màn khói đen quỷ dị này ngoại trừ khiến người ta nhiễm đen ra thì không có dị dạng nào khác, mùi vị không khó ngửi chút nào. Chỉ chốc lát sau, hơn trăm người đen thui chớp chớp con mắt mê mang, lộ ra răng trắng như tuyết, hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tình cảnh này truyền đến chỗ Ninh Phong thông qua tin nhãn khảm nạm ở trên mũ của binh sĩ. Có điều, sau khi tin nhãn nhiễm khói đen thì tất cả tin nhãn liên tiếp báo hỏng khiến từng cái hình ảnh trong tin não của Ninh Phong bị tắt. Gần như cùng lúc đó, tổ phòng cháy truyền đến tin tức càng thêm kinh hãi. Một binh sĩ phòng cháy bị đánh mất xỉu, mất đi quần áo phòng cháy, bị giấu ở trong đường ống duy tu. Ninh Phong lập tức cảnh giác, tất cả sự chú ý đều tập trung đến đỉnh đường ống thông gió. Lúc vừa mới bắt đầu, kền kền Lý Diệu đã đưa một cái phân thân vào đường ống thông gió để đến gần khoang điều khiển, sau đó nó đột nhiên nổ tung, tạo ra một đám cháy và khói lớn. Vì lẽ đó, ba phút trước, vài người trong tổ phòng cháy đã tiến vào đường ống thông gió để dập tắt lửa, lúc đó Ninh Phong không mấy chú ý. Giờ khác này, hắn tổng hợp hết thảy tin tức, sau khi tiến hành phân tích và tính toán thì phát hiện ra. tầm um, lối ra đường ống thông gió trên khoang điều khiển bị một quả hỏa cầu thật lớn làm nổ tung một người mặc trang phục phòng cháy màu trắng bạc khuôn mặt bị mũ giáp màu đỏ sẫm che đậy không thấy rõ khuôn mặt như thần như ma giáng lâm xuống trung ương đài chỉ huy hai chân còn chưa chạm đất mấy chục viên tâm lôi tròn vo đã phóng ra bay khắp bốn phương tám hướng trong khoang điều khiển khoang điều khiển là đại não của tinh thạch chiến hạm gần như tất cả sĩ quan cao cấp và nhân viên điều khiển chiến hạm đều tập trung ở trên khoang điều khiển trong số bọn họ không thiếu người tu chân. Có điều phần lớn là người tu chân quản lý, chỉ có số ít người tu chân sáng tạo và nghiên cứu. Thật ra cũng có vài thủ vệ là người tu chân chiến đấu. Có điều đối mặt với mấy chục viên tâm lôi rơi đầy đất thì ngoại trừ đứng nhìn, bọn họ còn có thể làm gì? Tâm lôi vậy mà không phát nổ. Nhưng nó vẫn mang đến chấn động không hề nhỏ cho bác Lãng Hào và các sĩ quan cao cấp trong tinh thạch chiến hạm. Xoẹt trang phục phòng cháy bị xé thành mảnh vụn như ngàn vạn con bướm bạc lóng lánh đang nhảy múa trong sợ hãi trên người lý diệu mặc áo giáp chuyên dụng mang trên người mấy chục viên tâm lôi tay trái cầm một thanh chiến đao tay phải cầm một thanh phần thiên chiến phủ sau lưng đeo một thanh bạo thương hắn cứ như là thần ma phụ thể xuất hiện ở trước mặt ninh phong ánh mắt hung tợn quét về bốn phía một vòng sau đó lại quay về phía ninh phong lý diệu mỉm cười lộ ra hàm răng sắc bén nếu loạt tâm lôi vừa nãy thật sự nổ tung, ít nhất nổ chết hoặc tổn thương hơn một nửa nhân viên, chỉ huy ở trên chiến hạm, khiến khoan điều khiển vô cùng hỗn độn, còn muốn tiếp tục không? Ninh Phong cắn răng. Chất lỏng màu đỏ nhanh chóng tản ra, cánh cửa của con nhộng trong buồng chỉ huy chậm rãi mở ra, sống lưng hắn thẳng tắp, hai con mắt đỏ như máu, nhìn chồng chọc vào Lý Diệu, lạnh lùng đáp. Ta cho rằng đây là một cuộc diễn tập kiểm tra tính năng tinh khải. Đúng như vậy, huyền cốt chiến khải có thể chống lại 10 khẩu thái ớt lôi pháo cùng với vô số chiến toa tập trung công kích, lại làm nổ tung vỏ ngoài tinh thạch chiến hạm, đã có thể nói rõ tính năng của nó cường hãn. Ngay vừa rồi, nó đã phát huy ra tác dụng càng thêm then chốt. Nếu như ngươi xem qua tài liệu thì sẽ biết ta đã lắp thêm một bộ pháp bảo đơn nguyên có uy lực tự bạo vô cùng mạnh mẽ ở trong lò phản ứng của huyền cốt chiến khải. Mà nửa tháng trước, ta đã tiến hành một loạt cải tiến, khiến cho uy lực nổ tung càng mạnh mẽ hơn, nó còn có thể nhận tín hiệu điều khiển từ xa để phát nổ, hoặc là hẹn giờ nổ. Khi dùng phương pháp kim thiền thoát sát, đánh ngất một binh lính, nhét người đó vào trong huyền cốt chiến khải, ta đã làm tốt giả thiết kích nổ sau 5 phút. Dĩ nhiên, đây chỉ là một lần diễn tập, cho nên ta không sử dụng bom thật sự, vì lẽ đó, đội biệt kích của ngươi chỉ bị bom khói cuốn lấy mà thôi. Nếu là thực chiến, ta tin tưởng đội biệt kích của ngươi đã tan xác chí ít đội biệt kích sẽ chịu thương vong nặng nề ta đoán ngươi nhất định đề phòng cẩn thận đối với ta để cao thủ có sức chiến đấu mạnh nhất bao vây huyền cốt chiến khải nếu như ngươi không tin chờ sau khi diễn tập kết thúc ngươi có thể cùng tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy nghiên cứu pháp bảo đơn nguyên tự bạo do ta luyện chế nhìn xem uy lực của nó lớn cỡ nào có đủ để giết chết mấy trăm người ở bên trong khoang thuyền chật hẹp hay không ninh phong yên lặng nửa ngày giang nan mở miệng âm thanh có chút khàn khàn. Vì lẽ đó, từ lúc mới bắt đầu, mục tiêu của ngươi đã là khoan điều khiển. Thả ra hai cổ phân thân là mồi nhữ tầng thứ nhất, đồng thời phụ trách phóng hỏa, thuận lý thành chương dẫn dụ tổ phòng cháy ra, chỉ cần đánh gục một nhân viên phòng cháy rồi mặc đồng phục của họ thì cho dù ngươi có nghênh ngang đi lại ở trong đường ống cũng không khiến ai hoài nghi. Mà liệt thiên cự pháo là tầng mồi nhữ thứ hai, lần này ngươi dùng huyền quốc chiến khải đến làm mồi nhữ, thuận tiện tiêu diệt toàn bộ đội biệt kích tất cả mọi người chú ý tới liệt thiên cự pháo và canh giữ huyền quốc chiến khải còn ngươi lại quan binh chính đại bò qua đường ống thông gió đi tới khoang điều khiển chỉ có một điều mà ta không hiểu làm sao ngươi có thể khẳng định trên khoang điều khiển không có phòng bị vạn nhất ta bố trí mấy chục con điện xà và mấy chục tên biệt kích ở đây vậy ngươi sẽ làm gì lý diệu trả lời ngươi không có khả năng làm nhiều như thế bởi vì kho đạn phía dưới liệt thiên cự pháo thật sự quá quan trọng một khi bị ta chiếm lĩnh, hậu quả khó mà lường được, vì lẽ đó, ngươi nhất định sẽ tập trung phần lớn binh lực ở nơi đó. Coi như trên khoang điều khiển thật sự phòng bị nghiêm ngặt thì cũng không quan trọng. Phần lớn người tu chân chiến đấu trên chiến hạm đều bị Huyền Cốt Chiến Khải tự bạo làm thịt, dù cho khoang điều khiển có phòng bị nghiêm ngặt hơn nữa thì được mấy người chứ. Dù cho ngươi thật sự bao vây thành công và không cách nào làm thịt ngươi, nhưng ít nhất ta có thể thả hết tâm lôi ra ngoài gây ra hỗn loạn đồng thời nổ chết lượng lớn nhân viên cùng sĩ quan điều khiển chiến hạm, phá hoại hệ thống điều khiển, mang đến phiền phức rất lớn cho tinh thạch chiến hạm. Tiếp đó, ta sẽ nhân cơ hội rối loạn mà đào tẩu. Coi như không có tinh khải thì ta vẫn là người tu chân luyện khí kỳ am hiểu chiến đấu, ta không cảm thấy mấy chục tên binh lính bình thường có gì là phiền toái. Tiếp theo ta sẽ lẻn vào khoang phụ cận, phóng ra một chiếc phi thuyền khẩn cấp, tạo ra cảnh ta đã chạy ra khỏi chiến hạm để đánh lừa các ngươi sau đó ta sẽ lẻn vào phòng y tế thời điểm nhằm vào bác lãng hào ta đã nhìn thấy các ngươi dùng phản trọng lực huyền quang hút hai cái tinh khải vào bên trong chiến hạm trong đó có một cái không bị tổn thất quá lớn phỏng chừng là bị các ngươi bắt sống ta sẽ đi đến khoang chữa bệnh tìm kiếm người điều khiển cái tinh khải này giải cứu hắn ra cứ như vậy chúng ta đã có hai phần tử quấy rối ở trong chiến hạm nếu may mắn chúng ta còn có thể tìm tới chỗ tinh khải bị bắt làm tù binh kia ta tin tưởng dưới cục diện hỗn loạn, các ngươi sẽ không có quá nhiều phòng bị đối với cái tinh khải này. Bởi vậy, ta có cơ hội đánh ra đòn hồi mã thương lần thứ hai. Mục tiêu lần này không phải khoan điều khiển, mà là liệt thiên cự pháo. Chỉ cần chiếm lĩnh được kho đạn dược của liệt thiên cự pháo, chẳng khác nào chiếm lĩnh được chiếc tinh thạch chiến hạm này. Dĩ nhiên kế hoạch không bằng biến hóa, cái phương án này có thể để điều chỉnh bất cứ lúc nào. Khoan điều khiển, kho đạn dược liệt thiên cự pháo, Mang động lực ở đuôi chiến hạm, thậm chí là hệ thống phản trọng lực phù trận, tất cả đều là mục tiêu của ta. Nếu lâm vào đường cùng, ta có thể phá hủy hệ thống phản trọng lực để tinh thạch chiến hạm rơi xuống đất, sau đó lập tức chạy trốn, không có tinh thạch chiến hạm tiến hành áp chế trên bầu trời. Ta không cho rằng binh lính bình thường mang theo khôi lỗi chiến thú dám triển khai truy sát một người tu chân luyện khí kỳ cấp cao ở trong rừng rậm. Nói tóm lại, thứ ta kiên kỵ nhất chính là đội biệt kích. Vì lẽ đó, Mục tiêu thứ nhất của ta không phải khoan điều khiển, cũng không phải liệt thiên cự pháo, càng không phải khoan động lực, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế làm thịt đội biệt kích này. Chỉ cần làm thịt đội biệt kích xong, giành lấy quyền chủ động ở trong tay thì chiến hay trốn cũng đều thông dong hơn rất nhiều. Vừa nãy ta nói tới những phương án kia, tuyệt đối không phải là ý nghĩ tùy tiện, xác suất thành công ít nhất là ba thành, nhiều nhất là năm thành. Vì lẽ đó, diễn tập đến đây là kết thúc, đồng ý không? Ninh Phong trầm mặt hết thảy quan quân và nhân viên trên khoang điều khiển đều trầm mặt. Trung tâm chỉ huy hạm đội thứ năm cũng lâm vào tình trạng trầm mặt khó có thể dùng bút mực hình dung. Ninh Phong dường như nghĩ tới điều gì đó định mở miệng, nhưng lại bị chính mình phủ định, cả người xẹp xuống, thở dài, khó nhọc nói. Đồng ý. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.